Hello, lại là mình đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với PKB Channel. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Kimetsu no Yaiba Season 2, Phố Đen Đỏ đã chính thức khép lại ở tập 11. Đây là bộ phim kể về cuộc chiến của những kiếm sĩ diệt quỷ với những con quỷ mạnh mẽ khác nhằm tìm kiếm hòa bình cho con người. Nhân vật chính là Tanjiro, một thanh niên rất cần cù để bù lại cái gì đó mình chưa biết. Và là kiếm sĩ có thể sử dụng được cả hai loại hơi thở trong chiến đấu. Sau khi bộ ba Tanjiro, Inosuke, Zenitsu cùng âm trụ Uzui Tengen tiêu diệt xong Thượng Huyền Lục thì cũng chính là lúc chúng ta phải đợi rất lâu thì anime mới có phần 3, cuộc chiến làng thợ gen. Mình thấu hiểu được nỗi ngóng chờ tới từ các bạn, cho nên hôm nay PKP sẽ quyết tâm làm về series tóm tắt phần 3 Kimetsu no Yaiba, cuộc chiến làng thợ gen. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với PKP thì hãy nhanh tay ấn nút đăng ký kênh và ấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video hay nào khác nhé. Giai điệu từ chiếc đàn tỳ bà báo hiệu cho những rắc rối nghiêm trọng tại pháo đài vô cực. Đầu tiên là Akaza Thượng Huyền Tam bị triệu đến. Tiếp sau đó là một cái bình hoa. Từ bên trong xuất hiện ra Thượng Huyền Ngũ Gyoko, một thanh niên rắn không giống mà cá thì cũng chẳng xong. Vừa thò mặt ra đã nhẹ nhàng chào hỏi Akaza. 90 năm xa cách, anh Tam có nhớ em không? Chỉ cần nghĩ đến việc Akaza có thể chết đi là con tim hắn như mừng rỡ. Nói đến chữ mừng thì hắn ngập ngừng đổi lại thành con tim như quặn lại. Và theo mình thấy thì Thượng Ngũ họ lươn chứ không phải là họ cá rồi. Từ trên cầu thang, Thượng Huyền Tứ e thẹn như gái mới về nhà chồng mà từ từ bước xuống. Hắn nói rằng chúng ta chưa từng được triệu hồi đến đây trong suốt 113 năm. Và là số lẻ cho nên hôm nay cả bọn gặp xui xẻo với anh Muzan rồi. Akaza nghe có vẻ chẳng bận tâm lắm. Hắn hỏi nữ tỳ bà rằng chúa quỷ Muzan đã tới chưa và Thượng Huyền Nhất đâu. Akaza không tin tưởng nhất là kẻ đã bị giết trong vụ triệu tập này. Đáp lại là câu trả lời, Muzan chưa tới. Từ đằng sau, Thượng Huyền Nhị Đầu Ma nhẹ nhàng khoác tay lên vai Akaza. Hắn cho rằng Akaza chẳng lo lắng cho hắn ta gì cả. Còn hắn thì rất lo cho mọi người, tình cảm anh em có chắc bền lâu. Akaza nhắc nhẹ là bỏ cái tay ra bạn e. Thế nhưng nhắc xong cái, chưa cho Đầu Ma rút tay thì đấm một phát khiến cho Đầu Ma sái quay hàm. Tuy nhiên Đầu Ma lại chẳng để ý đến chuyện đó. Hắn ta vẫn coi Akaza mãi là anh em. Đột nhiên, nữ tỳ bà nói rằng Thượng Huyền Nhất là người đầu tiên đi tới đây và đang ngồi chơi sởi nước nãy giờ. Và ngay sau đó, Muzan cũng đã tới. Tất cả các con quỷ đều cúi người hành lễ. Muzan hắn nói rằng Gyutaro đã chết. Các Thượng Huyền đã trở nên suy yếu hơn. Doma nhận trách nhiệm về cái chết lần này do hắn ta là người đã giới thiệu Gyutaro đến cho Muzan. Hắn đề nghị Muzan cứ móc mắt của hắn để phạt. Muzan cũng nghĩ rằng Gyutaro sẽ thua. Đúng như hắn dự đoán thì Daki vẫn là điểm yếu của Thượng Huyền Lục. Nếu như một mình Gyutaro tham chiến ngay từ đầu thì độc tố của hắn đã có thể khiến cho lũ thợ săn quỷ không thể nào chiến đấu được nữa. Gia tộc Ubuyashiki thì vẫn chưa bị tuyệt diệt. Cả hoa bỉ nhạn xanh cũng chưa tìm được. Muzan hắn cho rằng sự tồn tại của Thượng Huyền để làm cái gì. Nhưng hắn đâu biết rằng hoa bỉ nhạn xanh nó nở vào ban ngày thôi bạn ơi. Tìm mọt kiếp vào ban đêm thì tìm kiểu gì? Tất cả Thượng Huyền đều không có thông tin gì mới lạ trừ Thượng Huyền Ngũ ra. Muzan liền cho Han Tegu và hắn tới đó để xác thực thông tin. Đó là ngôi làng thợ rèn của Diệt Quỷ Đoàn. Đờ Ma hí hửng muốn biết thông tin từ Thượng Huyền thì bị Akaza một đấm cho bay nguyên nửa cái đầu. Chỉ vì Muzan không ra lệnh của Đờ Ma nên hắn không được biết. Thấy vậy thì Kokushibo Thượng Nhất cũng góp vui, một chém khiến cho Akaza cụt tay luôn. Chỉ vì cái tội làm quá mọi chuyện lên. Nếu như không bằng lòng thì Kokushibo đề nghị nên tổ chức một cuộc huyết chiến để chiếm lấy vị trí đệ nhị giữa Akaza và Doma. Phàm kẻ ưu tú cần phải khoan dung cho kẻ yếu hơn và không nên xét nét những thứ sai lầm nhỏ nhặt. Đổi lại Akaza cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, rằng hắn ta sẽ giết chết kẻ hắn muốn giết. Khoan dung thật sự, Doma sau đó lại muốn làm hòa với Akaza, muốn lại làm anh em tốt. Nhưng Akaza phóng cái vèo mất tích luôn. Tại một diễn biến khác, Tanjiro đang mơ một giấc mơ nơi mà có Sumi Yoshi là tổ tiên của nhà Tanjiro đang nói chuyện tâm sự với Yorichi, tay kiếm huyền thoại trong giới. Thế nhưng Yorichi lại cho rằng mình không thể bảo vệ được dù chỉ là một thứ quý giá trong đời, không thể hoàn thành được mục tiêu mà đáng ra phải đạt được, kết lại là một kẻ vô dụng. Khi tỉnh dậy, Tanjiro vẫn có đọng lại những giọt nước mắt cho sự bi thảm và bi thương của Yorichi. Sau khi trận chiến với Thượng Huyền Lục kết thúc,
thì Tanjiro đã bất tỉnh trong suốt 2 tháng liền và người chăm sóc hiện tại là Kanao, vợ tương lai. Cô bé vui sướng khi thấy Tanjiro tỉnh lại sau chuỗi ngày bất động. Âm trụ và các bà vợ sau trận chiến đã tự đi được với sự khiêng của ba bà vợ. Inosuke thì mém chút nữa là đã không giữ được mạng. Tình trạng của Inosuke thực sự rất tệ. Bị Gyutaro xiên cho quả thủng người, may mà không chết. Dù máu đã mất rất nhiều, tất cả những lời nói đó đều khiến cho Tanjiro nghĩ rằng Inosuke giờ phải liệt giường rồi. Cho nên cậu ta cho rằng hình ảnh thấy được là Inosuke đang bò trên trần nhà chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả nhìn lên trần nhà thì phát hoảng, Inosuke cho rằng có thể phát hiện ra được đấng là khá đấy, Tanpachiro. Cơ mà đang nằm thì hướng người ta nhìn phải lên trần nhà chứ, đấng lại gây hài rồi. Nhảy thẳng xuống giường mà khoe với Tanjiro rằng cậu ta đã tỉnh dậy trước 7 ngày so với Tanjiro. Bảo rằng khen cậu ta nhiều lên vì Tanjiro yếu như con sên, Inosuke hơi bị quan ngại về điều đó. Và thế là cả bọn cho rằng Inosuke giống hệt con lửng mật. Lớp da dày như áo giáp, khi đối thủ là kẻ địch mạnh, nó cũng chẳng ngại ngần gì, có khả năng kháng độc nên nó thậm chí còn ăn cả rắn độc. Mỗi khi trùng trụ nghĩ về Inosuke thì lại nghĩ tới anh đấng như là lửng mật. Inosuke bắt đầu khó hiểu. Đấng nói, tóm gọn lại là hãy gọi đấng Inosuke là bất tử. Đang tranh cãi lộn xộn thì Tanjiro lại đi vào trạng thái bất tỉnh. Chắc hẳn của cậu không muốn cãi nhau với đấng nữa đây mà. Một tuần sau đó, Tanjiro đã hoàn toàn bình phục trở lại và Inosuke đã quay trở lại làm việc. Tanjiro thì vẫn tập luyện để bình phục mỗi ngày hoàn toàn. Trong lúc đó, Tanjiro còn hỏi rằng, có ai gửi cho cậu ta thanh kiếm mới không? Vì cậu ta đã làm mẻ thanh kiếm cũ mất rồi. Kiếm thì không có, nhưng thư thì có rất nhiều. Đó toàn là thư của Hakanezuka, thợ rèn kiếm của Tanjiro, và nội dung như không được hòa bình cho lắm. Nào là, tao nguyền rủa mày xuống địa ngục mà sám hối đi. Nào là, hận thù đi chết đi. Nào là, không có kiếm gì mày hết. Và thế là hết. Lần này Tanjiro chỉ làm mẻ, chứ không phải là làm gãy kiếm. Thế nhưng sự thù hằn thì vẫn lên tới đỉnh điểm. Thay thế, Tanjiro liền quyết định đi tới làng thợ rèn, ngôi làng chuyên rèn ra những thanh kiếm diệt quỷ cho các kiếm sĩ ở nơi đây, để nói chuyện và xin lỗi với Hakanezuka. Tuy nhiên, vị trí của ngôi làng là tuyệt mật, cho nên Tanjiro muốn tới nơi đó thì phải có người dẫn đường, và cậu ta phải bịt mắt, bịt mũi và bịt tai lại. Mỗi khi di chuyển được một đoạn đường nhất định thì Tanjiro sẽ được một người khác dẫn đường tiếp cho. Vừa đến nơi, Tanjiro liền cảm thấy có một suối nước nóng ở quanh đây. Sau khi hỏi được vị trí thì cậu ta cảm ơn người dẫn đường. Từ phía xa xa, một thân hình cô gái thoát y đang ngâm mình tại suối nước nóng. Tiếng cảm ơn đã vang tận ra nơi đây, đó chính là luyến trụ Can Rosie Mystery. Liệu đây có phải là điềm báo gì hay không khi mà mới tới nơi đã đụng phải con gái nhỉ? Vừa tới làng thì Tanjiro đã được trưởng làng là Tetsuji Kawahara đón tiếp. Ông ấy có thể là người thấp bé nhạy cần nhất, nhưng xét về nghiệp cầm búa thì ông ấy là một thợ rèn giỏi nhất. Nói rằng Haganezuka Hotaru là người thợ rèn kiếm cho Tanjiro đang mất tích, nhưng sẽ sớm quay trở lại mà thôi. Ông ta còn nói rằng việc làm gãy kiếm cũng như sứt mẻ kiếm không phải là do lỗi của các kiếm sĩ, mà lỗi là do người rèn kiếm đã rèn ra những thanh kiếm có thể bị gãy. Nói rằng ông ta sẽ thu xếp cho Hotaru sớm rèn lại kiếm. Nếu đến lúc Tanjiro khỏe lại mà chưa tìm được người thì ông ta sẽ cho người khác rèn kiếm mới cho Tanjiro. Xong việc với trưởng làng thì Tanjiro được dẫn đến suối nước nóng trên đỉnh đồi để tắm. Phía xa xa, luyến trụ đã quần áo sọc sạch mà chạy tới. Vừa đi vừa kêu tên của Tanjiro mà nước mắt đã rưng rưng. Tanjiro thấy vậy thì mồm há hốc, kêu luyến trụ rằng chết em rồi, chị ơi chạy vừa thôi, rớt hết cả ra bây giờ. Hai, câu chuyện là có một thanh niên đã bơ luôn bà chị. Chỉ vì luyến trụ đã chào hỏi tên nhưng cậu ta không thèm trả lời chị ấy. Và người bơ đó chính là Genya. Tanjiro đi tới suối nước nóng thì bắt gặp ngay thanh niên màu gà. Định bắt chuyện làm quen thì Genya cho ngay một câu nhẹ nhàng, đi chết đi. Xong rồi thanh niên Genya cho Tanjiro một phen sặc nước vì cái tội bắt chuyện hoài. Qua sự việc đó, Tanjiro vắt tay lên não mà suy nghĩ. Chà, muốn tạo dựng mối quan hệ để dễ sống trong xã hội này thật là khó quá đi à. Tắm một lúc xong thì về ăn thi với luyến trụ. Tuy là con gái thật nhưng luyến trụ có sức mạnh gấp mấy lần đàn ông. Thế nên ăn cơm với một đống bát đĩa chồng lên là chuyện bình thường. Sau đó, luyến trụ ăn no, ngủ say thì quay sang chơi với bé Nezuko. Qua đây, luyến trụ cũng tâm sự rằng mục đích thực sự của cô ấy khi tham gia diệt quỷ đó chính là muốn kiếm một người đàn ông mà có thể muốn lấy cô ấy về làm vợ suốt đời.
cô gái này có ở ngoài xã hội thực thì bị bế đi là cái chắc rồi, chứ ở đó mà ế. Sau đó Luyến Trụ phải rời đi vì thanh kiếm của cô ấy đã được rèn xong. Trước khi cô ấy đi nói rằng sẽ chẳng thể nào biết được có còn sống để gặp được nhau lần nữa hay không. Thế nhưng hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé. Qua sự việc Tanjiro có thể sống sót trở về sau trận chiến với một thượng huyền thì đã là kinh nghiệm vô cùng quý báu rồi. Chỉ cần một lần như vậy bằng 5 hoặc 10 năm khổ luyện rồi. Luyến Trụ cổ vũ tinh thần Tanjiro và luôn tin ở cậu ấy. Nhưng Tanjiro, gì chứ tinh thần tự luyến hơi cao, nói rằng bản thân sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể hạ được Muzan. Vâng, là Muzan đó nhé. Trước khi rời đi thật thì Luyến Trụ nhắc cho Tanjiro một bí mật, đó là làng này có một loại vũ khí bí mật có thể giúp cho Tanjiro mạnh lên. Và nhắc cậu hãy tìm nó nhanh đi. Nói xong thì Luyến Trụ cũng rời đi. Sáng hôm sau thì Tanjiro lặng lẽ đi vào làng để truy tìm kho báu One Piece mà ngôi làng này đang giấu. Thế nhưng lại bắt gặp Hà Trụ, Tokito, Muichiro cùng với một đứa bé. Đứa bé thì luôn miệng nói biến đi rằng cậu nhóc sẽ không bao giờ đưa chìa khóa ra và cũng không chỉ cho Hà Trụ cách dùng nó. Trẻ con trẻ cái, nói còn bướng. Nghĩ vậy, Hà Trụ cho một trường khiến cho cụ cậu bất tỉnh. Tanjiro thấy vậy, liền ra ngăn cản, nhưng cũng bị đấm cho một cái hộc mồm. Nhưng sau đó Tanjiro vẫn ra bế thằng bé lên và an ủi nó. Nhưng thằng bé vẫn như vậy, nó nói rằng thứ đó sắp hỏng rồi nên không giao chìa khóa được. Hà Trụ nói rằng thời gian của các trụ cột là vàng là bạc. Nói ở đây tốn thảm như này thì ở ngoài kia sẽ có rất nhiều sinh mạng đang chết đi khi không có trụ cột. Vậy nên hãy biết điều một chút mà giao ra chìa khóa. Tanjiro lại không đồng ý cái thái độ nói chuyện của Hà Trụ như vậy. Dĩ nhiên là Hà Trụ cũng chẳng dư gì thời gian mà đứng cãi nhau tay đôi. Cậu ta một đập khiến Tanjiro bất tỉnh nhân sự luôn, khỏi nói. Sau khi tỉnh dậy, Tanjiro thấy ngay trước mặt là cậu bé lúc nãy. Cậu ta có tên là Kotetsu. Cậu ấy đã đưa chìa khóa cho Hà Trụ và cái chìa khóa đó nó dùng cho một con hình nhân máy. Các thợ rèn đời trước đã làm ra nó. Và nó được thiết kế di chuyển 108 cách khác nhau. Sức mạnh của nó vượt xa con người nên có thể được sử dụng làm hình nhân luyện tập. Thế nhưng hình nhân đó đang xuống cấp và sắp hỏng hoàn toàn rồi. Đi tới nơi thì Tanjiro đã thấy Hà Trụ đang luyện tập với con hình nhân Yorichi Zero Shiki rồi. Bộ dạng này được tạo ra giống hệt với kiếm sĩ huyền thoại Yorichi. Con hình nhân có tận 6 cái tay. Vì hình nhân này làm theo Yorichi nên hình nhân phải có 6 tay, bằng không thì không thể nào mô phỏng được chính xác chuyển động của Yorichi. Con hình nhân được làm từ thời Chiến Quốc, tức là hơn 300 năm về trước, và giờ nó vẫn hoạt động được. Nhìn thấy Hà Trụ luyện tập thì Tanjiro cũng phải nể vài phần. Đúng là thiên tài có khác, chuyên nhân của người sử dụng hơi thở mặt trời. Trong khi luyện tập thì giáp ngoài của hình nhân cũng bị hỏng, bay tứ tung. Một lúc sau thì con hình nhân té tua luôn. Sau khi buổi luyện tập của Hà Trụ kết thúc, cậu ta còn chém phăng một tay của con hình nhân nữa. Cứ ngỡ là con hình nhân đã hỏng rồi nhưng không. Sau khi Kotetsu kích hoạt lại thì nó vẫn hoạt động được. Kotetsu nói với Tanjiro rằng đến giờ luyện tập rồi, làm ơn hãy mạnh hơn tên lãnh đạm khốn kiếp đó. Ý là ám chỉ Hà Trụ. Kotetsu mong rằng sau khi Tanjiro mạnh hơn Hà Trụ sẽ nói với cậu ấy rằng ngươi chỉ có thế thôi sao thằng nhãi. Tóc người dài quá đó, cắt ngắn lại đi, đồ tóc tảo bẹ kia, tên còi, chân gỗ hậu đậu, tự mổ bụng đi, đồ không biết xấu hổ. Cậu bé này hẳn đã bị Hà Trụ gây cho ức chế không hề nhẹ. Tanjiro sau đó cũng lấy quyết tâm phải mạnh mẽ như Hà Trụ. Cậu ta cũng lao vào luyện tập, tuy nhiên hiện thực lại như vả cho cậu ta một vố, bị hình nhân chém cho bày loạn xạ. Vốn dĩ con hình nhân có 6 tay, bây giờ chỉ còn mỗi 5 tay thôi, nên khả năng tấn công của nó cũng yếu đi. Kotetsu bảo rằng, nếu chết bởi thứ này thì sống làm cái gì nữa? Vâng, câu an ủi của cậu bé rất đi vào lòng người. Lý do Tanjiro bị te tua như vậy là do cậu ta di chuyển theo thói quen. Đó là sau khi quan sát chuyển động của đối thủ thì cậu ta mới quyết định xem phải làm gì. Vì thế nên Tanjiro không thể theo kịp nó. Kotetsu bất ngờ là Tanjiro vẫn còn sống được tới bây giờ qua bao nhiêu cuộc chiến. Nhưng thật ra Tanjiro suýt về với tổ tiên mấy lần rồi. Vì vậy Tanjiro sẽ phải luyện tập cho đến khi đạt yêu cầu thì mới được Kotetsu cho ăn cơm. Sau đó Kotetsu thay đổi cách di chuyển của hình nhân và để nó tập trung tấn công vào các điểm yếu của kiếm sĩ. Điều này chỉ có mỗi Kotetsu biết. Đó mới là mấu chốt của việc luyện tập giúp mạnh mẽ hơn. Nói vậy thì Hà Trụ luyện tập gần như là công cốc rồi. Và sau đó là các màn ăn hành ngập mồm của Tanjiro bởi hình nhân Yorichi. Mặc dù Kotetsu đã cho hình nhân cầm thanh gỗ thay vì thanh kiếm rồi, nhưng nếu cứ bị nó đập cho như tử như thế này thì sớm muộn Tanjiro cũng sẽ về với ông bà tổ tiên sớm mà thôi. Sang tới những ngày hôm sau,
thì hình nhân đã được cho cầm kiếm trở lại. Càng ngày Tanjiro càng theo kịp nó. Mùi hương Tanjiro ngửi thấy không còn như trước nữa. Cậu ta có thể xác định được quỹ đạo, các đường chém của con hình nhân này và còn thành công chém được nó một nhát. Thấy vậy, cô tè sư đã có phần hài lòng hơn và mang đồ ăn đến cho Tanjiro. Cậu ta được bữa no nê sau 7 ngày luyện tập như địa ngục bởi một cậu nhóc. Tanjiro giờ đây có thể dự đoán được hướng tấn công của đối thủ nhờ vào mùi hương. Mùi này có thể được nhận biết nhanh hơn cả mùi sợi chỉ sinh mệnh. Và giờ Tanjiro có thể theo kịp tốc độ của các trụ cột trong trận chiến sắp tới rồi. Tiếp theo là buổi tập chốt hạ xem Tanjiro có hạ gục được hình nhân hay không. Cậu ta nhờ vào mùi hương phán đoán chuyển động. Cùng với đó, thể lực đã hồi phục hoàn toàn. Tanjiro tung ra một đường kiếm chém hết sức vào hình nhân. Nhát chém đã làm gãy luôn cả thanh kiếm mà cậu ta đang cầm. Tuy nhiên cũng đã hạ được con hình nhân. Và từ bên trong con hình nhân, một thanh kiếm tuyệt hảo mới được cất giấu bên trong nó qua rất nhiều năm tháng hiện ra. Một thanh kiếm trường tồn với thời gian. Tanjiro cùng Kotetsu đều vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi nhìn thấy thanh kiếm đó. Phải chăng đây chính là báu vật thật sự mà Luyến Trụ đã nhắc tới? Phải chăng Tanjiro chính là nhân vật chính trong những bộ phim mà chúng ta vẫn thường hay xem khi mà nhân vật chính có cơ duyên rút ra được một thanh kiếm tuyệt hảo và từ đó xưng hùng xưng bá? Chỉ nghĩ tới điều đó thôi thì Tanjiro đã vui sướng, chẳng nói được nên lời. Một thanh kiếm có lẽ đã 300 năm tuổi. Kotetsu nói rằng Tanjiro hãy nhận lấy nó. Xin anh hãy nhận nó. Dù thèm đến đâu đi chăng nữa thì Tanjiro vẫn phải giữ lấy liềm dị. Dẫu cho sự khao khát có thể hiện ra mặt đi chăng nữa thì mồm vẫn phải bảo không không anh không dám. Nhưng trong lòng lại nghĩ anh không dám đâu, em cứ dí kiếm vào anh đi. Kotetsu lại nói rằng Tanjiro đang gặp rắc rối vì không có người rèn kiếm. Vậy nên cứ lấy thanh kiếm này đi. Sắt thép được rèn trong thời chiến quốc có chất lượng rất cao nên hãy nhận lấy nó. Mồm cứ không nhưng tay thì vẫn cầm. Cuối cùng thì Tanjiro cũng muốn tự rút kiếm ra mà chiêm ngưỡng thanh tuyệt thế hảo kiếm thời chiến quốc. Khi rút ra thì cả hai đã rớt luôn con tim mong manh dễ vỡ. Thanh kiếm này đã bị rỉ sét hết trơn, dù sao thì nó cũng được 300 năm rồi mà. Khi không có ai chăm sóc nó cẩn thận thì có là sắt chất lượng đi chăng nữa thì cũng sẽ bị rỉ sét là chuyện bình thường. Thậm chí nó còn tồn tại được là điều quá đáng quý rồi. Đang ngơ ngác, cụt hứng thì từ đằng sau, một người đàn ông lực lưỡng cờ bắp quần quận sau mũi đi tới. Đó chính là Hagane Zuka, người thợ rèn kiếm của Tanjiro. Thời đại này, nhà nhà người người đều sáu múi vậy nhở? Anh ta đã chứng kiến hết mọi chuyện và nói rằng cứ để đó anh lo. Và thế là cả ba đều giằng co nhau thanh kiếm. Nhưng với thân hình to con vật vã, thì Hagane Zuka quăng Tanjiro và Kotetsu như quăng kiến vậy đó. Thế nhưng chỉ cần cù vào hai bên hông là Hagane Zuka sẽ siêu như cọng bún lại ngay. Đó là kết quả của chuỗi này cậu ta tu luyện trên núi. Vì cậu ta muốn rèn một thanh kiếm thật tốt để nó không bị gãy và sứt mẻ gì, giúp cho Tanjiro không phải bỏ mạng oan. Khi đứng lại thì Hagane Zuka lại hừng hực khí thế, cơ bắp quần quận nói rằng hãy để ông mài lại thanh kiếm và nó sẽ trở thành thanh kiếm tuyệt hảo nhất và sẽ cần ít nhất 3 ngày 3 đêm để làm được việc này. Vì vậy, quá trình đánh bóng lưỡi kiếm sẽ hoàn thành sau 3 hôm nữa. Tanjiro không biết trong thời gian đó có nên qua thăm hỏi Hagane Zuka một tí hay không. Đang tâm sự và muốn hỏi Genya thì cậu ta vả thẳng vào mặt Tanjiro rằng tà đếch quan tâm, cút ra ngoài, đừng có nói chuyện với nhau như thể là bạn thân như vậy. Tanjiro lại vắt tay lên trán mà nghĩ. Hai, muốn tạo mối quan hệ để sống dễ hơn trong thời đại này thật là khó. Thế nhưng Tanjiro lại vẫn luôn coi Genya là bạn. Cậu ta thậm chí còn giữ ngay cả cái răng của Genya bị rụng ra để làm kỷ niệm cơ mà. Tởm quá là câu mà Genya thốt ra sau khi nhìn thấy cái răng của mình trên tay Tanjiro. Nói xong thì đá đi Tanjiro khỏi phòng. Và mình thì mình cũng sẽ làm như vậy. Tanjiro chẳng giận gì cả, thậm chí còn cho rằng sự không bình thường của Genya chẳng qua là đói quá, mất khôn mà thôi. Ở một diễn biến khác, đêm trăng gió mát, một thợ rèn đang đi xuống núi thì cậu ta nhìn thấy một chiếc bình hoa tuyệt đẹp trên đường. Khi tiến lại gần thì cậu ta lại bị hút vào cái bình đó, sau đó thì lại bị phụt ra nhưng người chẳng có gì. Bên trong xuất hiện ra thượng huyền ngũ, Gyoko. Hắn nói rằng thịt của đám thợ rèn trên núi này tởm quá đi mất. Chắc là do rèn kiếm, mồ hôi chảy ra nên là hắn ta ăn không ngon vì có mùi đây mà. Hắn ta cho rằng chỉ cần săn bằng vùng núi này thì sức mạnh của thợ săn quỷ sẽ yếu đi vì không có kiếm nữa. Còn trên nóc một ngôi nhà, thượng huyền tứ Han Chengu đang bò đi trông thật kinh dị. Phía bên trong ngôi nhà là Tanjiro và Nezuko đang nằm ngủ. Đột nhiên một cánh tay tiến tới và bịt mũi Tanjiro khiến cho cậu ấy bừng tỉnh nhưng phản ứng vẫn là chậm như rùa. Đó chính là Hà Trụ.
Hà Trụ hỏi rằng Tanjiro có biết thợ rèn có tên là Kanamori không? Tanjiro biết và Tanjiro nói rằng hình như là thợ rèn đó đang ở cùng chỗ với Haganezuka. Tanjiro sẽ dẫn Hà Trụ đi tìm bọn họ. Đang chuẩn bị đi thì từ phía sau xuất hiện một con quỷ. Thượng tứ Han Tengu đang bò tới. Điều bất ngờ nhất chính là khả năng ẩn thân của thượng tứ. Dù cho Hà Trụ và Tanjiro đều biết có người ở đó, nhưng không ai nhận ra đó lại là một con quỷ. Dù không nhìn thấy con số trong mắt, nhưng cả hai đều có thể nhận ra đó là một trong số các thượng huyền quỷ. Ngay trong khoảnh khắc đó thì trong chớp mắt, Tanjiro và Tokito đều sẵn sàng tư thế chiến đấu. Tokito sử dụng hơi thở sương mù thế thứ tư, Di Lưu Trảm, một nhát chém tựa như sự di chuyển của sương mù mà chém tới. Thế nhưng Han Tengu di chuyển rất nhanh, đã tránh né được và bám lên trần nhà. Hắn ta vừa ôm mặt vừa kêu rằng, đừng làm thế, đừng bắt nạt ta. Tanjiro không chần chừ mà rút kiếm ra. Cậu nhận ra rằng tên quỷ này đã ăn thịt rất nhiều người rồi. Bằng không thì hắn ta không thể nào tránh được đòn tấn công của Hà Trụ dễ như vậy. Sử dụng điệu múa hỏa thần, dương hỏa đột, một cú đâm tựa vòng hào quang mặt trời là chiêu thức tấn công mục tiêu rất nhanh nhưng không thể nào đâm trúng thượng tứ. Nezuko cũng hóa quỷ mà tham chiến. Đá một cú vào Han Tengu khiến cho hắn bay văng ra sau. Hà Trụ tận dụng điều đó liền lao tới vùng kiếm thật nhanh chém phăng cái đầu của Han Tengu. Dù đầu đã chặt được nhưng vẫn còn nhiều trường hợp đặc biệt. Có vài trường hợp các thượng huyền vẫn sống kể cả khi bị chặt đầu, như thượng huyền lục vậy. Cho nên Tanjiro mới khuyên Hà Trụ đừng mất cảnh giác. Thật đúng là như vậy, từ cái đầu bị chặt và cái thân, con quỷ đó đã biến thành hai con quỷ khác nhau. Cái đầu thì mọc ra cơ thể mới, cái thân thì mọc ra một chiếc đầu mới. Vậy nên Tanjiro và Hà Trụ chia nhau ra mỗi người lo một con quỷ. Tokito lao tới một con quỷ cầm quạt làm vũ khí. Và chỉ cần một phẩy thì Tokito đã bay xa ngàn dặm rồi. Phải chăng đây chính là món thần khí quạt ba tiêu của vợ Ngưu Ma Vương? Và thế là ngôi nhà bị đánh tàn hoang. Hà Trụ thì bay mất tiêu, bây giờ chỉ còn Nezuko và Tanjiro đương đầu với hai con quỷ. Một con là Đường Tàng Tạ, Sekido cầm quyền trượng, một con là vợ Ngưu Ma Vương, Karaku. Sekido chọc mạnh cây trượng xuống đất, một luồng điện mạnh phát ra khiến cho Tanjiro đờ cứng người và đang mất dần ý thức. Phía bên trên ngôi nhà là Genya đã tới. Cậu ta lặng lẽ chia cây súng ra hướng về phía của Sekido. Genya đã nổ súng, đạn văng tới, bắn văng cái đầu của Sekido. Còn đầu của Karaku thì đang lủng lẳng. Thấy vậy, Genya cầm lên thanh kiếm lao tới chém phăng luôn cái đầu đó một thể. Nhưng cậu ta đâu biết rằng, nếu như chém đầu các con quỷ này thành công, thì chúng sẽ tự phân thân ra làm hai bản thể khác nhau. Chúng có thể tự phục hồi và trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi là chúng cố tình nhử cho Genya chặt đầu chúng ra để phân thân ra làm bốn. Nếu vậy là chúng không sợ bị chặt đầu, tức là điểm yếu của bọn chúng không phải là ở đâu. Và mấu chốt là phải tìm ra điểm yếu của bọn chúng là gì. Đột nhiên, Tanjiro bị một tên trong bốn con quỷ có khả năng bay cắp chân cậu lên trời. Tự nhiên lại được bày miễn phí khiến cho Tanjiro hơi bỡ ngỡ. Phía dưới thì Genya đã bị con quỷ cầm thương xiên cho một đường rồi. Hắn nói rằng Genya yếu quá trời luôn. Tanjiro thấy vậy thì liền dùng điệu múa hỏa thần chém phăng đi một chân của con quỷ chim. Thế nhưng cậu cũng bị nó tấn công bằng sóng siêu âm, khiến cho cơ thể bất động mà ngã từ trên cao xuống dưới đất, quay mấy vòng mới đáp được xuống đất. Cái chân con quỷ bị chém vẫn bám chặt vào chân của Tanjiro, và giờ nó còn mọc ra cái đầu của hắn và định tấn công bằng sóng siêu âm tiếp. Phía bên Hà Trụ, sau khi bị đánh văng đi xa thì cậu đang tức tốc quay lại chỗ đó. Đang đi thì cậu ta thấy một đứa bé đang bị một con quỷ tấn công, cho rằng đứa bé thợ rèn này quá nhỏ, còn thiếu kinh nghiệm, không lành nghề cho nên việc cứu nó sẽ có mức độ ưu tiên thấp. Hà Trụ không có lý do gì để dừng lại ở đây vì con quỷ kia không phải là bản thể mà chỉ là triệu hồi của thượng ngũ mà thôi. Nên cả làng bị tấn công thì Hà Trụ phải ưu tiên cứu trưởng làng trước. Tuy nhiên lúc này cậu lại nhớ tới lời nói của Tanjiro rằng giúp đỡ người khác thì cuối cùng cũng là giúp chính bản thân mình. Và thế là Hà Trụ bị Tanjiro thầm não thành công, quay lại giết con quỷ và cứu mạng đứa bé. Hà Trụ đã chém đứt cánh tay của con quỷ đang cầm đứa bé. Tuy nhiên lòng tốt thì có thừa, nhưng độc miệng cũng vẫn còn nhé. Hà Trụ liền bảo đứa bé biến đi ngay được không, vì anh ta cảm thấy đứa bé quá vương víu. Với sức mạnh đứng trong hàng ngũ trụ cột của Hà Trụ, thì với con quỷ tầm thường như con cá này, cậu ta không khó khăn gì để có thể chặt đầu con cá nhanh chóng và làm món cá kho làng Vũ Đại. Tuy nhiên, khi chém đầu xong thì con quỷ vẫn có thể hồi phục thay vì tan biến. Thấy vậy Hà Trụ liền dùng kiếm chém đôi cái bình hoa trên người nó. Con quỷ liền kêu gào mà tan biến nhanh chóng sau đó. Điểm yếu là ở cái bình,
Vậy nên đích thị con quỷ này được tạo ra từ huyết quỷ thuật. Xong việc, cô tế sư liền chạy ngay đến ôm chầm lấy Hà Trụ. Cậu bé vừa ôm vừa trèo lên người của Hà Trụ nói rằng cậu ta sợ tới muốn rớt tim ra ngoài. Xin lỗi Hà Trụ vì đã bảo cậu ta là đồ tóc tào bẹ. Ủa, cô ấy đánh đâu mà tự khai ra vậy? Cô tế sư nói rằng Kanna Mori, người thợ rèn kiếm cho Hà Trụ đang bị tấn công, còn Hakanezuka thì vẫn đang miệt mài làm kiếm. Cậu bé cầu xin Hà Trụ hãy cứu lấy những người đó. Lần này thì Hà Trụ lại nhớ tới lời của thủ lĩnh. Cậu chắc chắn sẽ tìm lại được bản thân thôi. Và giây phút này có vẻ như khoảnh khắc trong quá khứ đã hiện ra trong Hà Trụ. Cậu ta vác theo cô tế sư mà lao nhanh tới cứu Kanna Mori. Vừa đi thì Hà Trụ vừa khích lệ tinh thần rằng bản thân là Hà Trụ của diệt quỷ đội, rằng cậu ta sẽ cứu sống được tất cả mọi người dân của làng thợ rèn. Phía bên Tanjiro, cậu ta đã chém được cái đầu của con quỷ làm đôi, thế nhưng chúng lại tách ra làm hai như thường lệ và tấn công sóng siêu âm tiếp. Ở hình dạng bị chia làm hai này thì con quỷ đã không còn công kích mạnh mẽ như trước nữa. Có vẻ như không phải là chúng càng phân thân thì càng mạnh mẽ hơn, mà là ngay cả sức mạnh cũng bị chia sẻ. Chữ trên lưỡi của bốn con quỷ là những cảm xúc sơ khai của con người. Sau khi hạ xong hai con quỷ, thì con quỷ biết bay đã ngay ở phía sau Tanjiro. Hắn lại tấn công bằng sóng siêu âm. Nhưng lần này thì Tanjiro đã có thể có thời gian tránh né. Chỉ cần hạ được tên quỷ này là Tanjiro có thể quay trở lại chỗ của Nezuko và Genya. Con quỷ liền lao tới, dùng móng vuốt của hai chân sắc bén mà tấn công Tanjiro. Tanjiro bị hắn cắt trên người. Thế nhưng con quỷ chưa kịp vui sướng thì chính Tanjiro cũng đã chém mặt hắn làm đôi. Tiếp đến là chém cái mồm của con quỷ ra làm đôi sau khi hắn hồi phục. Quay lại phía Nezuko, cô bé vẫn đang chiến đấu với con quỷ Karaku. Hắn có vẻ khá khinh thường sức mạnh của Nezuko. Hắn còn cổ vũ tinh thần cho Nezuko, rằng cố lên bé con, thêm chút nữa đi. Thấy vậy thì Sekiro cũng thúc giục rằng nên xé xác Nezuko nhanh lên coi. Con quỷ cầm thương là Aizetsu cũng muốn xiên Nezuko nữa. Thế nhưng cây thương đang cắm vào Genya không rút ra được. Đang không biết vì sao thì Genya lại rút súng ra bắn kết đoàn một phát, nát bầu Aizetsu. Genya cứ nghĩ rằng đã tiêu diệt được Aizetsu thì cơ thể với cái phần đầu bị bắn nát của Aizetsu vẫn hoạt động được. Hắn ta vung cây thương gây một vết thương dài trên vùng bụng của Genya. Sau phát đó thì hắn hồi phục lại hoàn toàn. Aizetsu cũng thắc mắc rằng hắn đã nhắm đến những yếu huyệt của Genya để đâm rồi. Hắn cứ tưởng là đã trao Genya một cái chết nhanh chóng. Thế nhưng Genya lại không chết. Vậy nên Aizetsu quyết định sẽ đập nát cái đầu của Genya để xem cậu ta có còn sống được nữa không. Nhưng khi cây thương hướng về đầu của Genya mà đập, thì Genya đã né tránh bằng một tốc độ vô cùng nhanh. Sau đó luồn ra đằng sau, định một kiếm chém bay cái đầu của Aizetsu. Nhưng chưa kịp chém thì cậu ta đã bị Sekiro cho ăn nguyên một chiều điện giật tung chảo lên và bị đánh văng sang một bên. Nezuko thì vẫn đang bị Karaku đùa chán đùa chê. Khi hết vui thì hắn ta một cước đá xuyên qua người của cô bé. Kế hoạch to lớn của hắn là sẽ vặn hết tay chân của Nezuko và sau đó thì Sekiro sẽ đâm và cho sét đánh cho đến khi Nezuko không cử động được nữa. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Vì ngay sau đó Nezuko đã trả lại cho Karaku một đá khiến cho đầu hắn nát tươm. Máu từ Nezuko khiến cho người của Karaku phát cháy. Nhân lúc đó Nezuko cướp lấy cái quạt ba tiêu của hắn ta và một quật khiến cho con quỷ bay xa như Hà Trụ đã từng bị. Khi Nezuko định quay sang làm một chiêu đó lại với Sekiro, thì ngay lập tức cô bé bị hắn ta dùng cây trượng xiên cho thủng cổ và giật sét liên tục, khiến cho cơ thể gần như không thể làm gì được nữa. Phía bên Tanjiro thì cũng không khá khẩm hơn được là mấy. Vừa mới chém được vào mồm của con quỷ Uroki thì bây giờ cậu ta đã thua thiệt hoàn toàn. Uroki bay với tốc độ cực kỳ cao liên tục tấn công Tanjiro từ mọi hướng. Còn bên Genya đấu với Aizetsu thì đến ngay cả Aizetsu cũng không thể hiểu nổi. Genya sau khi ăn hàng loạt đòn tấn công tới bị xiên mà cậu ta vẫn không thể bị giết. Hắn ta không thể hiểu nổi Genya là cái thứ gì. Genya lạnh lùng đáp lại, nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Tên của cậu là Shinazugawa Genya. Nhớ lấy, vì đó chính là tên của kẻ sẽ giết Aizetsu ngay tại đây. Quay lại phía của Tanjiro thì cậu ta đang lo lắng và cần quay lại chỗ của Nezuko. Nhưng con quỷ Uroki biết bay vẫn cứ bay lượn tấn công Tanjiro ở mọi hướng. Nhưng khi nhìn thấy sơ hở, Tanjiro đã ngay lập tức lao tới. Kể cả khi đã bay lên thì con quỷ vẫn không thể nào thoát khỏi đường kiếm mà Tanjiro hướng đến.
Lợi dụng con quỷ đó mà Tanjiro cùng với hắn ta đã bay tới được chỗ của Nezuko. Tới nơi thì chứng kiến được em gái của mình đang bị ăn hành. Tanjiro không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu ta liền lao tới Sekiro mà ứng cứu. Sekiro lúc này đang rất bực vì hai thằng Karaku và Uroki phế vật. Hắn ta định cầm trượng xiên cho Tanjiro như cách mà đã xiên cho Nezuko, thế nhưng lại bị Tanjiro cầm chân của Uroki vừa chém được lúc nãy ra mà chống đỡ. Xem xét từ cái trượng, không thể xuyên qua được những thứ gì được làm từ chính tế bào của Hantengu được. Tanjiro có trực giác trong chiến đấu rất tốt, cậu ta biết cách xử lý tình huống trong một trận chiến sinh tử mà không có chút sai lầm gì. Ngay sau đó, Tanjiro liền tung kiếm chém cái lưỡi của Sekiro làm đôi. Như vậy thì tốc độ hồi phục của con quỷ sẽ chậm lại đôi chút. Nhân cơ hội đó thì cậu ta dùng cái chân của Uroki rút cây trượng đang xiên vào cổ của Nezuko ra. Từ phía sau vẫn là cây trượng đó, nhưng là được Sekiro đang hướng tới Tanjiro mà đâm tới. May mắn là lúc này, Nezuko đã thoát được và dùng tay của cô bé giữ cây trượng đó của Sekiro. Dùng tới huyết quỷ thuật của mình làm Sekiro bốc cháy. Chưa kịp vui mừng thì Karaku đã quay trở lại sau chuyến bay không mong muốn của Nezuko. Vừa bay tới thì hắn đã dùng cái quạt của hắn, quạt thật mạnh một cái khiến cho tất cả nằm bẹp xuống đất. Sức ép thật là khủng khiếp, cơ thể của Tanjiro như đang bị nghiền bẹp ra vậy. Cả hai nằm bất động trên sàn nhà và giờ thì cuộc chơi có vẻ đã dừng lại trước ba con quỷ. Quay lại phía hạ trụ, cậu ta đã ứng cứu kịp thời cho Kanamori chém bay đầu con quỷ cá tiếp. Vừa gặp Kanamori thì hạ trụ đã đòi luôn cái kiếm mới của mình vì thanh kiếm của cậu ta đang dùng mẻ hết mất rồi. Và phía bên trong căn nhà ngay gần đó là căn phòng của Haganezuka, thợ rèn của Tanjiro vẫn đang miệt mài làm kiếm. Khi Kanamori yêu cầu vào nơi đó lấy kiếm đi cứu trưởng làng thì hạ trụ nói rằng không thể. Vì sao ư? Vì cậu ta đã cảm nhận được sự xuất hiện của một con quỷ rất mạnh. Đó chính là Gyoko Thượng Huyền Ngũ. Tất nhiên là vì Thượng Huyền Ngũ đức cao vọng trọng nên để không mất lịch sự thì hắn ta đã trịnh trọng giới thiệu đàng hoàng và xin phép được tiễn tất cả về với miền Cực Lạc. Hắn ta còn hỏi tất cả có muốn được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Gyoko hay không. Tác phẩm có tên là Đoàn Nhân Để, Đoạn Mạt Ma. Dịch ra có nghĩa là cái chết thống khổ của các thợ rèn, gồm những thi thể và những cái đầu của rất nhiều người thợ rèn chồng chất lên nhau. Tất cả những thợ rèn đó đều là những người thân quen của Kotetsu và Kanamori. Thượng Ngũ vui mừng rằng, thật không ngờ tác phẩm lại đạt được sự ngỡ ngàng của tất cả đến vậy. Hắn ta đã mất công sức, bỏ ra 5 thi thể thợ rèn và những thanh kiếm đâm vào người càng củng cố thêm cho chủ đề thợ rèn và còn để nguyên những cái mặt nạ để thể hiện sự trống rỗng và ngu xuẩn nữa. Hắn ta còn đang có dự định sản xuất đại trà tác phẩm nghệ thuật này. Hà trụ nghe xong thì nói rằng, dừng được rồi đó, thằng nghệ sĩ quần què này. Lao nhanh tới mà chém, thế nhưng Gyoko liền thụt vào trong chiếc bình và biến lên trên nóc nhà. Gyoko có thể tự do di chuyển từ lọ này sang lọ khác được. Thấy vậy Hà trụ chém vỡ cái bình trên nóc, nhưng số lượng bình là rất nhiều. Gyoko liền tức giận vì Hà trụ dám chém đi những cái bình mà hắn ta yêu thích. Hắn ta liền triệu ra những con cá từ trong những chiếc bình. Những con cá sau khi ra ngoài liền phóng ra rất nhiều cây kim đâm tới. Hà trụ ngay sau đó đã tránh né được hết tất cả. Thế nhưng những cây kim đâm về phía Kotetsu và Kanamori thì không cách nào ngăn cản được. Thấy vậy Hà trụ liền lấy thân mình ra để đỡ thay, dùng chính bản thân làm bia đỡ đạn bảo vệ cho các thợ rèn. Xong cậu ấy yêu cầu mấy người thợ rèn mau trốn đi vì vướng víu quá đấy. Toàn thân của Hà trụ dù là cả ở trên mặt cũng bị những cây kim xuyên cho bè bét. Thấy vậy Gyoko vui sướng như được hội. Hắn ta cho rằng sẽ sớm thôi, Hà trụ sẽ cảm thấy tư chi tê dại đi vì độc tố. Rằng cậu bỏ mạng để cứu lũ vô dụng kia là chuyện nực cười nhất. Nghe những lời đó, Hà trụ đã nhớ lại, đã từng có một con quỷ nói với cậu ta những lời như thế trong quá khứ. Gyoko còn nghĩ rằng, vì là Hà trụ cho nên khi giết được Hà trụ thì hắn ta sẽ biến cậu ta thành tác phẩm đời đời. Chỉ nghĩ thôi đã làm hắn hưng phấn. Thế nhưng chưa kịp nghĩ xong đã bị Hà trụ lao tới mà chém. Tận dụng điều đó hắn ta sử dụng tới huyết quỷ thuật, thủy ngục bát để giam cầm Hà trụ trong đó là một chiếc bình ngục nước. Hà trụ trong đó sẽ chết vì ngạt. Hà trụ cố gắng dùng kiếm nhưng vẫn không thể đánh thủng được. Ở bên trong nước thì Hà trụ không thể thở, cũng như là kéo theo không thể dùng các thức hơi thở của sương mù được. Gyoko đang cảm thấy chiến thắng đến rất gần và khi đó làng thợ rèn sẽ bị hắn ta hủy diệt và thủ lĩnh của sát quỷ đoàn cũng chỉ còn nước ngồi chờ chết mà thôi.
Phía xa xa, một cô gái đang lao nhanh vào khu rừng để ứng cứu mọi người trong sát quỷ đoàn và các thợ rèn. Cô gái đó chính là Luyến Trụ, vì khu vực mà Luyến Trụ quản lý cũng gần ngay khu làng thợ rèn. Tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm đã vang lên. Lúc này tại ngôi làng thợ rèn thì tất cả các thợ rèn đã ý thức được ngôi làng của họ đang bị các con quỷ tấn công. Những con cá sinh ra từ huyết quỷ thuật của Gyoko đã tấn công toàn bộ ngôi làng. Chúng treo lên mái nhà, các cột canh gác để tìm kiếm các thợ rèn mà ăn ngấu nghiến. Mà các thợ rèn thì chỉ có dao, thương, liềm làm vũ khí chống lại một cách yếu ớt. Đúng lúc này, Luyến Trụ đã kịp thời tới ứng cứu, ưỡn người chém con quỷ cá ra làm đôi nhưng vẫn không quên tạo dáng khoe body trên không. Mình đánh giá cao ông cameraman quay cái cảnh này. Thấy thế thì đám quái cá lại bắt đầu ùn kéo tới. Một con quỷ cá với 4 chiếc binh cơ bắp lực lưỡng đã xử lý nhanh gọn hết tất cả toàn bộ diệt quỷ đoàn canh gác ở làng này. Nó còn đang bắt giữ trưởng làng Tekchin. Nhận thấy con quỷ này là nguy hiểm nhất ở đây, cho nên Luyến Trụ đã nhanh lao tới. Với thân hình nóng bỏng cùng với cây kiếm có thể uốn lượn theo người sử dụng, con quỷ này vô cùng háo ăn. Khi thấy Luyến Trụ thì liền há mồm mà lao tới. Luyến Trụ lúc này cũng dùng tới hơi thở tình yêu thức thứ nhất, tàn tích của mối tình đầu. Một đường kiếm mà chém cho con quỷ thành nhiều mảnh, đánh tan 4 cái bình hoa trên lưng nó, con quỷ sau đó cũng dần dần tan biến. Luyến Trụ phải chăng là cố tình sử dụng thức thứ nhất khi chiến đấu với con quỷ? Phải chăng giống như mối tình đầu của cô ấy? Gặp là đập chăng? Mà thôi, bỏ qua đi ha. Luyến Trụ sau đó đã cứu thành công ông trưởng làng có phần biến thái dê cụ này. Trong khi đó, phía bên Tanjiro, sau khi ăn ngay cái quạt của Karaku thì hiện giờ Nezuko đang vác anh trai của mình mà tháo chạy. Tuy nhiên cũng chẳng chạy được xa thì đã bị Sekiro cho ăn điện giật tung người. Tiếp theo đó là Uroki lao tới tấn công. Tanjiro lần này phải bế Nezuko vào nhà để tránh bọn quỷ đi chốc lát. Thấy thế thì Sekiro liền bảo cho Karaku cầm cây quạt mà phá hủy hết mấy tòa nhà này đi, xem Tanjiro và Nezuko có trốn được đi đâu nữa hay không. Và chẳng cần nghĩ nhiều, một quạt thôi là ngôi nhà đã tan tành rồi. Tanjiro lúc này vừa né tránh vừa phải nghĩ cách đối phó với ba con quỷ. Như hiểu được anh trai của mình đang nghĩ gì, Nezuko liền cầm thanh kiếm của Tanjiro. Bàn tay cầm vào thanh kiếm khiến máu của Nezuko chảy đều trên thanh kiếm. Tanjiro cũng không hiểu Nezuko đang làm cái gì. Thế nhưng chỉ một lúc sau, thanh kiếm bỗng rực cháy với những ngọn lửa đỏ bao quanh. Thanh kiếm màu đen đã chuyển sang màu đỏ nhờ sự tăng nhiệt của lửa khiến cho nó đổi màu. Một thanh kiếm màu đỏ trong truyền thuyết đây rồi. Thanh kiếm có màu giống với thanh kiếm của kiếm sĩ huyền thoại Yorichi vẫn dùng. Đó chính là kết quả của sự đoàn kết, cộng hưởng với cảm xúc anh em nhà Kamado. Cầm thanh kiếm lên, một ký ức của một người phụ nữ đang nói về Yorichi. Vị kiếm khách đeo một đôi bông tai có thanh kiếm chuyển màu đỏ khi chiến đấu. Đây có lẽ nào là sự kết hợp giữa Tanjiro với kiếm sĩ huyền thoại. Thôi nhưng mà kệ, Tanjiro lúc này chẳng có thời gian và suy nghĩ về những cái đó. Với cơ thể đang bị thương và như rã rời, tuy nhiên thì Tanjiro như đang được những người thần tiếp thêm sức mạnh của niềm tin, một loại sức mạnh thường có của nhân vật chính. Cậu ấy cầm theo thanh kiếm mà bước tới ba con quỷ. Ba con quỷ thấy vậy liền hả hê, rằng không muốn đau đớn thì để bọn anh xé xác nhanh gọn nào. Thế nhưng nhìn vào thanh kiếm rực lửa và lưỡi kiếm có màu đỏ thì từng tế bào của Muzan khiến cho bọn chúng mơ hồ. Có cái ký ức của Muzan hiện ra, kiếm sĩ Yorichi cũng cầm thanh kiếm như thế đã truy sát Muzan và thiếu chút nữa là đã lấy được đầu của Muzan. Tanjiro vung cây kiếm lên, bóng dáng của Yorichi hiện ra rõ ràng như một. Sử dụng tới điệu múa hòa thần, nhật vận chi long, đầu vũ, một con rồng của vầng hào quang mặt trời. Từng đường kiếm uốn lượn giống như một con rồng lửa, vừa nhanh vừa mạnh đã chém một lúc cả ba cái đầu của con quỷ xuống. Lúc này, Tanjiro lại tự hỏi rằng cậu ta bằng cách nào mà đòn tấn công lúc trước khi chiến đấu với Thượng Huyền Lục có thể lấy đầu Gyotaro. Cảm giác khi ấy, hơi thở và cách sử dụng sức mạnh, cơ thể của Tanjiro lúc đó như có lửa bao trùm, ngay cả phần trán của cậu ấy cũng vậy. Thế nhưng hiện tại cậu ta lại không thể làm được. Lúc này cần phải hạ cả 4 tên cùng lúc, còn một tên còn lại cầm thương thì quay sang phía Genya thì cậu ta đã xách theo cái đầu của con quỷ đó rồi. Genya muôn năm, Genya vạn tuế, trông cậu ấy trầu vậy thôi chứ cũng bá lắm đấy. Tuy nhiên, khoan đã, khuôn mặt của cậu ấy thì có vẻ hơi khác nha. Rồi khi cả 4 con quỷ đều rơi đầu thì có hai chăng trận chiến đã kết thúc? Không hề. Bọn quỷ vẫn luôn cãi nhau ngay cả khi cái đầu lìa ra, dù cho không thể hồi phục hoàn toàn cơ thể và cơ thể bọn chúng đang bị thiêu cháy.
Tuy nhiên, tốc độ phục hồi vẫn có, chỉ có là chậm hơn đi mà thôi. Đòn tấn công của Tanjiro đã hiệu nghiệm. Dù cho cả bốn cái đầu bị hạ cùng một lúc, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm tại nơi đây. Đó đích thị là cảm giác nhạy bén của một kiếm sĩ mạnh mẽ. Đúng, đó không phải là cách để hạ Thượng Huyền Tứ được. Nếu điểm yếu của bọn quỷ không phải là ở đâu, thì sẽ là ở đâu? Bằng việc có thể ngửi thấy mùi sơ hở, thì Tanjiro liền phát giác ra có một con quỷ thứ năm đâu đó quanh đây. Chúng có tổng cộng 5 con quỷ. Tanjiro khá chắc chắn về điều đó. Genya thấy vậy thì liền lao tới Tanjiro mà lên mặt, rằng cậu ta sẽ hạ nó và sẽ hạ Thượng Huyền này. Rằng Thượng Huyền Lục không phải là một mình Tanjiro hạ, nên đừng hòng mà cậu ta lên được trụ cột. Vừa nói thì nước miếng của Genya bắn tung tóe lên mặt của Tanjiro. Thế này mà không đeo khẩu trang thì bị Covid rồi đó bạn ơi. Genya lớn tiếng nói to rằng cậu ta sẽ hạ và cậu ta mới là kẻ sẽ trở thành trụ cột tiếp theo. Tuy nhiên Tanjiro lại chẳng hứng thú gì với chữ trụ cột. Cậu ta chỉ muốn tìm cách cứu Nezuko mà thôi. Vậy nên liền đồng ý luôn với Genya rằng cậu và Nezuko sẽ giúp cho Genya làm điều đó. Và giờ Tanjiro sẽ đi tìm con quỷ đó cho Genya, còn cậu và Nezuko hãy kìm chân bọn quỷ ở đây. Tanjiro còn nhấn mạnh rằng lưu ý nghiêm cấm chặt đầu bé Nezuko vì là em gái của Tanjiro. Nếu không, cộng đồng em rể sẽ không buông tha cho Genya đâu. Con quỷ của sự tức giận, Sekiro đã phục hồi xong, nó vẫn đang tấn công cả đám. Tanjiro thì gấp rút đi tìm con quỷ thứ năm. Con quỷ này nhút nhát, nó ở một góc an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi, bốn con quỷ kia sẽ tiêu diệt được đám Tanjiro. Tuy nhiên Tanjiro sau khi luyện tập với hình nhân Yorichi thì mũi của cậu ấy còn thính hơn cả con bé dê Đức nhà mình luôn. Cậu ta đã tìm thấy con quỷ thứ năm. Tanjiro liền lao tới báo cho Genya rằng vị trí con quỷ thứ năm ở hướng đông bắc và con quỷ trốn ở đâu đó dưới sát mặt đất. Rằng Genya chỉ việc tìm và tiêu diệt con quỷ ở đó. Việc bảo vệ, cậu cứ để cho Tanjiro và Nezuko ở sau hậu thuẫn. Đột nhiên, một trận cuồng phong do Karaku đánh tới. Tanjiro vẫn cầm cự được. Thế nhưng, Sekiro cũng chuẩn bị dùng đòn sấm sét thì nguy to. Việc gì khó, có bé Nezuko lo. Tuy nhiên bé lần này cũng chẳng lo được. Vừa định lao tới chỗ của Sekiro thì bị Aizetsu cầm thương mà xiên cho không thương tiếc cắm vào cây. Nhưng chỉ cần câu giờ như vậy là đủ. Tanjiro lao nhanh tới dùng điệu múa hỏa thần mà chém phăng luôn cái tay cầm trượng sét của Sekiro. Tanjiro đã di chuyển nhanh hơn trước rất nhiều. Cậu ta có phản xạ tuyệt vời cũng như là khả năng thích ứng nhanh chóng với trận chiến. Ngoài ra còn có tốc độ phát triển nhanh không tưởng khi đẩy vào đường cùng. Con quỷ nhận xét những điều đó về Tanjiro là hoàn toàn chính xác. Vì cậu ta sau mỗi lần xém chết là mạnh mẽ gấp nhiều lần. Tanjiro liên tục sử dụng điệu múa hỏa thần tiếp theo là lao tới chém Uroki. Còn Aizetsu tưởng đâm được Nezuko là ngon. Bé Nezuko cầm lấy cái sừng của Aizetsu khiến cho tay chảy máu và ôm chầm lấy hắn ta. Sau đó là bùng cháy với huyết quỷ thuật mạnh mẽ của Nezuko. Chỉ còn Karaku, hắn ta nhanh chóng quạt cho Tanjiro bẹp di dưới đất. Sau đó định đập nát cái đầu của Tanjiro thì mới phát hiện ra rằng cánh tay đã bị Tanjiro chém làm đôi rồi. Dù bầm dập nhưng mà Tanjiro vẫn chỉ cho Genya vị trí rõ ràng của con quỷ thứ năm. Lý do vì sao mà Genya vất vả đi tìm ra nó là vì kích thước của nó rất bé, chỉ như một con búp bê mà thôi. Và cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy nó. Nhưng chính vì nó bé như vậy đã khiến cho những phát súng của Genya không thể bắn trúng được vào người nó. Lúc này chẳng khác gì Genya đang chơi trò mèo đuổi chuột với con quỷ thứ năm cả. Tất cả những thợ săn quỷ trước đây đều bỏ mạng khi gặp tên này vì nó ẩn đi một con quỷ thứ năm này thì ai mà biết được. Genya cuối cùng cũng đuổi kịp, một đường kiếm chém tới, thế nhưng khi kiếm chém vào cổ của con quỷ thì cây kiếm liền gãy làm đôi. Cổ của con quỷ thứ năm cứng đến mức Genya cũng không thể nào mà chặt được. Súng thì bắn không trúng, mất quá nhiều thời gian. Đột nhiên Sekiro lao tới chỗ của Genya mà định xiên đầu của cậu ta. Genya cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khi đầu của cậu ấy không thể hồi phục. Mọi sự cố gắng để trở thành trụ cột với mục đích nhận sự thừa nhận của anh trai mình là phong trụ và nói lời xin lỗi liệu có kết thúc tại đây hay không? Đang lúc gặp nguy hiểm thì tác giả lại cho xì tóp. Cảm xúc cũng như ký ức của Genya lại ùa về. Trong trí nhớ của cậu ấy thì mẹ của Genya là người có vóc người nhỏ bé. Từ nhỏ cậu ta đã cao lớn hơn cả mẹ của mình. Người mẹ lúc nào cũng làm việc từ sáng đến tận tối. Thậm chí Genya còn chưa từng thấy bà ấy đi ngủ lúc nào. Bố của Genya mặc dù có cơ thể vạm vỡ nhưng lại là một kẻ vô cùng tệ bạc. Thành thật mà nói thì việc ai ai cũng ghét ông ta
và ông ta cuối cùng bị đâm cho đến chết cũng không có gì bất ngờ. Hung thủ gây ra thì chưa được nhắc tới. Ông ta thường xuyên đánh đập mẹ của Genya và cả đám con của mình. Dù cho cơ thể của bà mẹ có nhỏ bé nhưng không chút do dự, vẫn luôn che chở cho những đứa con bởi những trận bạo hành của người bố. Không lâu sau cái chết của người bố, người mẹ một hôm đi làm tới muộn vẫn chưa về. Anh trai của Genya là Sanemi đã đi tìm. Mặt trời bắt đầu lặn và một con quỷ đã lao vào ngôi nhà của Genya, giết chết hết tất cả các em của cậu ấy. Do trời tối nên Genya không thể nhìn thấy được gì. Lúc này, Sanemi đã về cầm theo con dao mà tấn công con quỷ đó. Không ngừng kêu to, Genya chạy đi. Genya sau khi chạy ra ngoài nhờ mọi người cứu giúp những đứa em đang bị thương thì chứng kiến được cảnh Sanemi, người đầy máu cầm con dao và phía dưới là người mẹ với vũng máu. Genya đã ngay lập tức lao tới ôm lấy người mẹ và chửi rủa người anh trai là đồ sát nhân, quân giết người, nói những lời cay nghiệt về Sanemi. Về sau, Genya mới hiểu ra bản thân đã hiểu lầm Sanemi. Lúc đó, cậu ta quá hoảng loạn trước cái chết của các em và sau đó khi nhìn thấy người mẹ của mình như vậy. Con quỷ mà cậu ấy vẫn nghĩ là con sói đã tấn công và giết tất cả các em của cậu lại chính là người mẹ đã bị hóa quỷ. Sanemi đã chiến đấu để bảo vệ Genya. Cảm giác lúc đó của Sanemi cũng không hề dễ chịu khi phải tự tay giết chết mẹ của mình, nhưng sau đó lại bị chính đứa em mà cậu liều mạng bảo vệ, chửi mắng. Vậy nên Genya mới muốn làm trụ cột để có thể được Sanemi thừa nhận và nói lời xin lỗi với phòng trụ. Quay lại với thực tại thì lúc này Genya đang sắp bị Sekiro xiên cho vào đầu. Cậu ta không ngừng trách bản thân thật vô dụng khi không có tài năng gì cả. Không thể sử dụng các hơi thở như kiếm sĩ diệt quỷ, không thể trở thành trụ cột. Tuy nhiên, đúng lúc nguy hiểm nhất thì Tanjiro đã tới, chém phăng cánh tay của Sekiro, nói rằng Genya đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy, rằng hãy cố nhắm vào cổ con quỷ thứ 5, Tanjiro sẽ bảo vệ cậu ấy, rằng Genya sẽ trở thành trụ cột. Chưa khích lệ xong thì Aizetsu đã lao tới nơi, từ đằng sau Tanjiro mà thi triển ra kích lệ thích đột, đó chính là những cú đâm nhanh về phía trước. Cứ tưởng chúng đòn là cái chắc, thì Genya đã đứng ra chịu đòn thay cho Tanjiro. Cơ thể của cậu ta lộ chỗ những khoảng trống vì vừa bị chọc thủng. Genya lúc này đã thừa nhận rằng bản thân không thể tự chém đầu của con quỷ thứ 5, cho nên cậu ta nhường lại vinh hạnh đó cho Tanjiro. Genya đứng ra giữ chân những con quỷ còn lại, còn Tanjiro lao nhanh tới con quỷ thứ 5, dùng tới thanh kiếm đang rực cháy đỏ của mình mà cứ thế chém vào cổ của con quỷ. Cảm xúc của con quỷ thứ 5 là khiếp sợ. Hắn ta kêu gào lên tiếng thét sau khi lưỡi kiếm đã dí vào cổ. Tiếng thét khiến cho tai của Tanjiro cảm thấy khó chịu, nhưng khi cậu ta cảm thấy có thể chém được đầu của con quỷ thứ 5 thì đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ sau lưng. Nhưng mùi này lại khác hẳn với những tên quỷ cảm xúc sơ khai lúc trước. Nhưng mặc kệ, Tanjiro cứ lấy đầu con quỷ thứ 5 cái đã. Nhưng máu của Nezuko đã hết, kiếm cũng không thể chém tiếp được. Đột nhiên Genya nói rằng Tanjiro tránh ra vì Genya không thể nổ súng khi Tanjiro và con quỷ ở sau cùng nằm trên một đường thẳng. Lúc nguy cấp, con quỷ thứ 5 được bao bọc bởi những con mộc long. Nezuko cũng đã lao nhanh tới cứu Tanjiro và con quỷ ở sau Tanjiro vừa rồi là con quỷ thứ 6. Nó đã xuất hiện, biểu hiện cho sự căm ghét. Con quỷ này được sinh ra từ Sekiro, con quỷ của sự giận dữ. Hắn đã hấp thụ hết 3 con quỷ còn lại là Uroki, Karaku và Aizetsu. Sau đó, cơ thể của nó bắt đầu biến đổi thành con quỷ thứ 6. Hắn chính là sự dung hợp 4 con quỷ, trừ con quỷ thứ 5 ra. Khí lực tỏa ra từ con quỷ thứ 6 áp đảo hoàn toàn Tanjiro và Genya. Khi bị dồn vào đường cùng, thì không chỉ có riêng con người là sinh vật duy nhất có thể bộc phát ra sức mạnh. Con quỷ được biết đến với cái tên Hanchengu từng bị dồn vào bước đường cùng vô số lần rồi và mỗi lần việc đó xảy ra, bằng vào huyết quỷ thuật, những cảm xúc mãnh liệt trong hắn biến thành những con quỷ riêng biệt và phân tách ra. Đó chính là cách mà hắn ta giành được chiến thắng. Càng bị đẩy vào các tình huống tồi tệ, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Con quỷ thứ 6 cho rằng đám người Tanjiro là những kẻ ác vì đã hành hạ kẻ yếu là con quỷ thứ 5. Hắn nói rằng, lũ súc vật các ngươi đã cố gắng lấy đầu của một kẻ yếu nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Đó là điều hoàn toàn bất công, mà chỉ có lũ man dợ mới có thể làm thế. Thật nực cười, kẻ yếu nhỏ bé, cơ thể của bọn chúng tanh nồng mùi máu, đã ăn thịt 100, 200, thậm chí còn hơn thế những con người. Bọn quỷ tùy tiện lấy đi mạng sống của con người, đây đúng là vừa ăn cướp, vừa là làng mà lại.
Tanjiro cho rằng Han Tengu đã ăn và giết hại ngần ấy người mà lại có thể suy diễn bệnh hoạn như vậy, thật là không thể tha thứ. Con quỷ tàn ác như vậy, cậu ta cần phải chặt đầu ngay và luôn bởi cơn thịnh nộ thanh trừng quỷ của Tanjiro đã bắt đầu có. Dấu ấn như trong trận chiến với Kiyotaro trên trán đã lại có rồi. Quay lại với bên Hà Trụ, cậu ta vẫn đang loay hoay sử dụng hơi thở của sương mù thức tứ nhất, liêu thiên lộ trình vũ mà chọc cái bình nước, nhưng vẫn không ăn thua. Một phần cũng là do cây kiếm đã bị mẻ nữa. Cậu ta bắt đầu bị sặc nước. Chấm dứt ở đây với Hà Trụ chăng? Nhưng không, cậu ta lại sử dụng sức mạnh niềm tin dù không phải nhân vật chính. Nghĩ tới thủ lĩnh, nghĩ tới Tanjiro. Phía bên trong căn lều thì Gyoko từ từ bước ra. Hắn đánh bay Kanamori và thấy được Haganezuka vẫn đang miệt mài mài thanh kiếm mà ông ta đã lấy được từ chỗ của hình nhân Yorichi. Miệng vẫn lẩm bẩm rằng đây là loại thép tốt. Một thanh kiếm tốt, ông ta chưa bao giờ thấy trước đây. Kyoko liền nhận ra được, ở phía Haganezuka có một sự tập trung cao độ. Ông ta chú tâm hết sức vào công việc mà không hề màng tới việc Kyoko đang ở ngay gần đó. Kyoko tức điên vì điều đó, liền quét một chiêu khiến cho Haganezuka người đầy thương tích. Mặt nạ cũng bị đánh nát, nhưng ông ấy vẫn cứ miệt mài, mài kiếm. Lì thật sự, đến cả Kyoko cũng phải công nhận. Haganezuka chỉ nói rằng, lý do thanh kiếm này không có tên người làm ra nó ở trên thanh kiếm là vì người rèn ra nó đã đặt cả tâm vào nó rồi. Kyoko lần này đã điên thật sự và hắn sẽ giết Haganezuka để ông ta ngừng mài kiếm lại. Hà Trụ thì cảm thấy không ổn dần đều. Mắt bắt đầu mờ dần, đang chết dần vì thiếu không khí. Cậu vẫn không ngừng nghĩ về đấng chân lý Tanjiro. Phía bên ngoài thì Kotetsu cầm theo con dao mà lao tới, đâm vào cái bình nước nhằm cứu Hà Trụ. Thế nhưng một cậu bé như cậu thì cứu làm sao được Hà Trụ? Kotetsu còn bị con quỷ cá tấn công, bị đâm vào chỗ tử nhưng Kotetsu vẫn liều mạng mà lao tới. Cậu dùng tới miệng thổi không khí vào trong bình nước giam cầm Hà Trụ. Lúc này thì Hà Trụ mới hiểu câu nói của Tanjiro nói lúc trước, giúp người khác cũng chính là giúp bản thân mình. Hà Trụ sau khi hít thở được một chút từ không khí Kotetsu bơm vào thì đã sử dụng được thức thứ hai, tầng hà, chém đôi được bình nước đang giam cầm mình. Lúc này Hà Trụ đã nhớ ra quá khứ của cậu ấy, rằng Tanjiro có đôi mắt giống hệt cha của cậu và cha cậu ấy là một tiểu phu, mẹ của cậu ấy bị cảm lạnh và rồi đã ra đi vì bệnh ở phổi. Ngày hôm đó, cha của cậu vì tìm thảo dược đã ngã ở vách đá rồi chết. Hà Trụ ôm lấy Kotetsu, Kotetsu chỉ kịp nói mong Hà Trụ đi cứu Haganezuka và thanh kiếm. Lúc 11 tuổi, Hà Trụ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu ta có một người anh em sinh đôi, nhưng vì một con quỷ đã tới. Người anh đã bảo vệ người em mà bị chém mất một tay. Ngay lúc đó, Hà Trụ cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Sự tức giận tột cùng, sau đó cậu ta không nhớ được điều gì đã xảy ra nữa. Gào thét trong cơn tức giận. Khi lấy lại được ý thức, thì con quỷ kia đã không thể cử động, với cái đầu nó nát tươm. Sau đó thì bị mặt trời thiêu cháy. Hà Trụ sau đó lết về phòng thì người anh cũng chỉ kịp nói vài câu rồi ra đi. Quay lại thực tại, khi mà nhớ ra mình là ai, Hà Trụ đã có thể thức tỉnh được một sức mạnh to lớn, sức mạnh giống như Tanjiro có, đó là ấn diệt quỷ. Những vết ấn ký như làn xương đã hiện ra trên khuôn mặt của Hà Trụ, nó thể hiện một sức mạnh vô cùng to lớn. Phía bên trong căn lều, mặc cho Kyoko tẩn Haganezuka thương tích đầy mình như thế nào đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn đôn ke thượng ngũ. Dù cho Kyoko có đánh đập hay làm cái quái gì thì Haganezuka cũng không dừng tay lại, chỉ tập trung chăm chăm vào mài kiếm cho Tanjiro. Đang định móc mắt Haganezuka xem có mài được nữa không, thì hắn phát giác ra là Hà Trụ từ đằng sau. Rất nhanh, hắn đã tránh né được đường kiếm của Hà Trụ và chui vào cái bình. Kyoko đang thắc mắc, không biết vì sao Hà Trụ thoát được khỏi thủy ngục của hắn. Hắn học chiêu đó của Kisame trong Naruto rất lâu mới thành thục được, mà thế quái nào Hà Trụ lại phá giải được nó nhanh đến vậy. Hắn cuối cùng cũng đã để ý tới những vết ấn xuất hiện trên khuôn mặt của Hà Trụ. Theo Muzan thì Tanjiro cũng có một cái tương tự. Ngoài ra, Kyoko còn thắc mắc một điều nữa rằng, sao Hà Trụ lại thoải mái vậy cơ chứ? Đang lý ra phải tê liệt bởi mấy vết thương xiên trên mặt chứ? Ngoài ra, Hà Trụ lại còn có tốc độ và mức gây sát thương mạnh hơn trước. Kyoko liền sử dụng địa ngục trần gian, lọ hoa bạch tuộc, triệu hồi ra những cái xúc tu bạch tuộc tỏ tướng. Hà Trụ không thể nào chém được những chiếc xúc tu đó với thanh kiếm mẻ mà cậu ta đang dùng được. Thấy vậy thì Kanamori liền ném cho Hà Trụ thanh kiếm mới mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn.
những xúc tu bạch tuộc phá nát cân liều tranh. Mồm hiêu câu còn nói to rằng, thế nào rồi cục cưng hả chủ? Có thích bạch tuộc không? Rằng cậu ta chẳng thể nào cắt được xúc tu đó đâu. Còn Haganezuka thì vẫn vậy, vẫn miệt mài, mài kiếm khi cân lều còn chẳng còn nữa. Những xúc tu bạch tuộc quấn quanh túm lấy hà trụ và Kanamori. Kyoko định làm thịt hà trụ luôn. Thế nhưng, với một đường kiếm nhanh dứt khoát, hà trụ đã chém phăng hết đống xúc tu đó, tát thẳng vào mặt của Kyoko vì dám khinh thường hà trụ, không thể cắt được. Hà trụ liền cảm ơn Kanamori vì đã làm thanh kiếm mới cho cậu ấy. Kanamori được Tetsuido, chính là người rèn kiếm đầu tiên cho hà trụ, chỉ dẫn để rèn kiếm cho anh ấy trước khi ông ta chết vì bệnh tim. Hyoko lại sử dụng tới các xúc tu bạch tuộc khác. Hắn vẫn khinh thường hà trụ rằng có sử dụng bao nhiêu kiếm cũng vậy thôi. Dùng các xúc tu với số lượng nhiều hơn trước mà lao tới, hà trụ lúc này sử dụng hơi thở sương mù thức thứ 5, biển vân hà. Hòa mình và là sương mù lao nhanh băng qua đám xúc tu đó. Mỗi khi băng qua là chỗ xúc tu đó bị chém tàn nát. Quýt giời, làm món lẩu hải sản thì khỏi chê luôn. Hyoko lại chui vào trong chiếc bình để tránh né việc bị hà trụ chém. Dù nhát chết nhưng Hyoko vẫn mạnh miệng lắm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy bụng phệ chưa béo phì đây mà. Hắn chui ra từ chiếc bình trên cây mà gáy. Dù cho tốc độ hà trụ có nhanh thì cũng không thể bắt kịp tốc độ của lão hoa. Nhưng hà trụ chẳng quan tâm, cậu ấy chỉ thắc mắc một điều rằng hình như sự cảm nhận của Hyoko đã mờ dần. Liệu có phải là do hắn ta sống qua hàng trăm năm hay không? Vì kết cổ của Hyoko đã bị hà trụ chém trúng và đang chảy máu. Hà trụ nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng và cậu ta sẽ làm món gỏi bạch tuộc để tưởng nhớ tới thượng huyền ngũ Hyoko. Hyoko nghĩ rằng hà trụ đang coi thường hắn khi nói ra như vậy, nhưng thực sự thì hà trụ không hề coi thường hắn ta vì hắn là thượng huyền ngũ cơ mà. Tuy nhiên, hà trụ nói vậy chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà thôi. Cậu ta thèm món gỏi bạch tuộc lắm rồi. Rằng hà trụ sẽ cảm thấy tuyệt vời khi chặt được cái đầu của Hyoko, chứng kiến hắn chết. Vì cảm thấy ghê tởm những sự tàn độc mà hắn đã gây ra cho các thợ rèn, ngay cả ánh mắt và lời nói của Hyoko cũng khiến cho hà trụ cảm thấy kinh tởm. Đây phải gọi là ghét từ trong trứng rồi. Hyoko phản pháo lại rằng hắn ta không xấu, hắn ta đang ở thời kỳ cao điểm của sắc đẹp. Rằng hà trụ không thể hiểu được sự tao nhã của hắn bởi vì sự giáo dục kém cỏi mà hà trụ có. Và một tên nhóc lùn như hà trụ thì không thể nào với tới được cái cổ của Hyoko. Nhưng hà trụ lại tát thẳng vào mặt cho Hyoko. Bằng câu nói: tao vừa mới làm điều đó xong, mới chém vào cổ khiến mày chảy máu xăm cơ mà. Thậm chí hà trụ còn chẳng cần kè tới cảm xúc của Hyoko đang tức tối mà vẫn đang mải nghỉ. Rằng cái bình của Hyoko có làm cho hắn ta biến dạng hay tương tự vậy hay không? Vì bên trái và phải của Hyoko không đều và trông như phân vậy đó. Sau khi nghe câu đó thì chính thức, Hyoko đã tức điên lên mà thua trận trước lối đánh võ mồm của hà trụ rồi. Cứ tưởng là hai vị này chửi nhau cả khịa đến hết chuyện luôn rồi chứ. Hyoko tức tối mà chửi hà trụ rằng, trong mắt có roi à? Hắn cầm nhiều cái bình của mình lên, từ trong bình phun ra hàng ngàn con cá mà lao tới chỗ của hà trụ. Đó là 10.000 con cá sát thủ. Tự tin rằng có thể làm một bữa tiệc trên cơ thể của hà trụ. Và sau đó, hắn sẽ để cho hà trụ thành tác phẩm nghệ thuật của hắn. Hà trụ thì không nói nhiều, sử dụng hơi thở sương mù, thức thứ 6, ánh trăng sương mù, hòa mình với làn sương chém hết lũ cá. Tốc độ và sử dụng chiêu thức tấn công dọc. Điều đó đã tạo ra bất ngờ đáng kể cho Hyoko. Nhưng khi các con cá bị chém làm đôi, thì nó sẽ chảy chất lỏng độc trước khi bị thành tro bụi. Chất độc ngấm qua da và nó sẽ được hấp thụ dưới da. Khi đó, nó lan vào trong cơ thể thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, hà trụ đâu có dễ để bị chất độc thấm vào người như vậy. Múa một đường kiếm vòng cung tạo ra một con đường đẩy hết chỗ chất lỏng đó sang xung quanh. Tiện đó lao nhanh tới, chém phăng đi cái đầu của Hyoko. Vậy nhưng Hyoko vẫn có thể thoát chết nhờ vào việc hắn ta lột xác. Hà trụ thấy vậy liền xìn đấy, đừng có né tránh rồi leo lên cây dậy nữa. Mang tiếng là thượng ngũ mà từ nãy đến giờ chỉ đấu võ mồm với lại biết chạy là giỏi. Nhưng giờ Hyoko không kè nữa rồi, hắn ta nói rằng hắn sẽ cho hà trụ xem hình dạng thật của hắn. Rằng cậu ta là người thứ ba được chiêm ngưỡng nó. Rằng cơ thể hoàn mỹ này với những chiếc vảy còn cứng hơn cả kim cương cơ đấy. Vì hắn đã mài giũa chúng trong những cái bình. Và giờ thì hãy phủ phục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn đi.
Nhìn thấy con kỳ dị đang ở trên cây, Hà Trụ Kiểu đờ đứng người, không nói gì, bật chế độ đồn kè. Kyoko tức điên, mãi mới được khoe body mà lại gặp ngay thằng trụ cột còn lú hơn cả anh đụt trụ. Hắn lao nhanh tới với năm đấm và đấm liên hoàn về Hà Trụ. Mỗi cú đấm đều có thể triệu gọi ra các con cá của hắn. Hà Trụ đã tránh né và nhảy lên cây, tuy nhiên quần áo cũng bị rách khá khá. Thấy thế, Kyoko lại tiếp tục gáy khét lẹt rằng cơ thể này của hắn không những mềm mại mà còn khiến hắn hồi xuân nữa. Sự tồn tại của hắn là không giới hạn. Hà Trụ vẫn khinh khỉnh kia rằng tất cả đều vô dụng nếu như không chạm được vào cậu ấy. Kyoko bị khiêu khích như vậy, hắn liền lao tới muốn cho Hà Trụ sáng mắt ra khi hắn thực sự nghiêm túc mà đánh. Sử dụng tới huyết quỷ tuyệt kỹ, trận sát ngư lân. Hà Trụ chẳng ngán ai bao giờ, cậu ấy chọn cách đối đầu trực diện. Kyoko nhờ có những cái vảy cá của hắn khiến cho tốc độ của hắn tăng mạnh. Hắn cho rằng Hà Trụ sẽ chẳng thể nhìn kịp được hắn ta. Hắn lao nhanh tới, định chặt cái đầu khó coi của Hà Trụ xuống, sau đó gắn lên một con cá xinh đẹp. Hắn luôn ra đằng sau Hà Trụ lao nhanh tới, nhưng Hà Trụ biết điều đó, sử dụng hơi thở sương mù thức thứ bảy, lung, rồi vụt biến nhanh trong màn sương mờ ảo, xuất hiện lại ngay phía sau của Kyoko. Kyoko cứ đánh Hà Trụ chỗ nào, thì Hà Trụ lại hóa thành làn sương mờ ảo biến mất và xuất hiện lại ở một vị trí nào đó quanh hắn. Kyoko lúc này không hiểu cái gì đang diễn ra, cứ như thể toàn bộ nơi này đã bị bao phủ bởi sương mù vậy. Hà Trụ thoát ẩn, thoát hiện. Đúng vậy, ngay từ đầu không phải chỉ có riêng một mình Kyoko là kẻ duy nhất chưa đánh nghiêm túc. Xuất hiện ngay sau Kyoko và xoẹt một đường kiếm, khiến mắt người thường cũng không thể thấy. Chúng ta chỉ thấy đầu của Kyoko đã rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn chỉ kịp thấy rằng thế giới bị đảo lộn, nhưng sự thật là do cái đầu bị rơi xuống đất nên tầm nhìn đã bị thay đổi. Hà Trụ chỉ nói rằng, chào nhé con kỳ dị, rắn không ra rắn mà cá không ra cá. Có lẽ người sẽ không bao giờ được tái sinh lại ở cõi đời này nữa đâu. Kyoko thì vẫn không tin rằng bản thân bị Hà Trụ cắt đầu. Không thể nào tin được, đây là một chuyện không thể. Rằng sao hắn ta lại có thể thua một đứa nhóc con? Nhưng sự thật đã là vậy rồi. Vì hơi thở của sương mù thức thứ bảy có tên là lung, nó là một chiêu thức mà Hà Trụ thay đổi nhịp độ chuyển động của bản thân nhanh đến chóng mặt, nhằm làm cho rối loạn đối thủ. Khi xuất hiện, cậu ấy chậm chạp như một con rùa, nhưng khi ẩn thân thì chuyển động của cậu ấy lại nhanh như trước mắt. Tốc độ nhanh nhất của cậu ta thậm chí còn vượt qua cả Thượng Huyền Ngũ. Một Hà Trụ mình đầy thương tích đã có thể đánh bại một Thượng Huyền. Cái đầu của Kyoko rơi xuống, nhưng cái mồm của hắn thì vẫn không ngừng chửi rủa rằng Hà Trụ chỉ là con người bình thường, làm sao cậu ta lại dám làm như vậy với Kyoko vĩ đại. Rằng Hà Trụ, một sinh vật ghê tởm hạ cấp, hắn ta còn đáng giá gấp trăm ngàn lần cậu ấy. Hắn mới là kẻ được chọn là sinh vật thượng đẳng. Nghe chán rồi, không muốn nghe tiếp nên Hà Trụ làm vài đường kiếm chém nát tiếp cái đầu của Kyoko ra từng mảnh. Tiễn hắn với câu nói, rồi rồi, xuống địa ngục đi. Chém xong Kyoko, Hà Trụ đứng đơ người tại chỗ. Thấy vậy, Kanamori liền vội vàng chạy tới hỏi Hà Trụ. Hà Trụ miệng vẫn bảo ổn, vẫn rất khỏe, rằng cậu ấy phải đến chỗ của Tanjiro ngay bây giờ. Thế nhưng vừa nói, cậu ta vừa run người lầy bẩy. Thấy vậy, Kanamori vẫn kiên trì hỏi lại rằng Hà Trụ có ổn không, vì chồng cậu rất tệ. Hà Trụ vẫn bảo ổn, nhưng giờ thì tiếng cũng không nói thành câu. Khe khe như bị lạnh vậy. Rồi cũng tới lúc mồm của Hà Trụ sủi bọt mép luôn. Bị trúng độc hơi nặng chứ còn gì nữa. Rồi không còn nói được gì nữa, thì đổ cái rầm, mặt cắm xuống đất. Kanamori thì bị một trận hoang mang cực độ, tự thắc mắc rằng liệu Hà Trụ có đứt luôn rồi không ta? Còn Hakanezuka thì lại vẫn chẳng quan tâm gì cả ngoài việc mài kiếm. Điểm 10 cho sự tập trung trong công việc của ông ấy. Kanamori đang không biết làm gì thì từ đằng sau, Kotetsu đã đi tới nói rằng nên để Hà Trụ nằm sang một bên. Thấy vậy thì Kanamori càng hoảng loạn vì cho rằng là hồn ma của Kotetsu tới. Kotetsu giải thích rằng bản thân không sao cả, ngoài vết thương trên cánh tay bị nặng nhất ra thì phần bụng không sao. Trên can kiếm mà Tanjiro đưa cho Kotetsu đã cứu cậu bé sau cú đâm của con quỷ cá vào bụng. Trong tiềm thức của mình, Hà Trụ nhìn thấy gia đình của cậu ấy. Mọi người đều đi tới mà an ủi vỗ về Hà Trụ rằng cậu ấy đã làm rất tốt. Giỏi lắm, đúng là con trai của ta. Quay trở lại với phía bên Tanjiro, cậu ấy vẫn đang bị tấn công bởi những con mộc long của Hokage đệ nhất. Những con mộc long có 5 cái đầu, chúng có thể có giãn khoảng 5 mét theo Tanjiro đoán. Nhưng không chỉ vậy,
Mộc Long còn biết sử dụng sóng siêu âm của Uroki để tấn công nữa. Sức mạnh không hề kém gì Uroki. Chính vì lẽ đó, khi bị trúng chiêu thì Tanjiro đã gần bất động mà rơi xuống cành cây và đập thẳng mặt xuống đất. Màng nhĩ, mắt đều bị ảnh hưởng sau cú tấn công bằng sóng siêu âm đó. Dù cho Tanjiro có biết trước được đòn tấn công, nhưng chả làm gì được vì cậu ta không đủ thời gian, cũng không có nổi thời gian để hồi phục, không liên kết được hơi thở. Thấy vậy, Tanjiro liền lùi ra xa tạo khoảng cách 20m để giữ vị trí. Vậy nhưng những con mộc long, chúng lại dài ra theo từng cái đầu mọc vào nhau, lao nhanh tới gặm được vào tay của Tanjiro. Và cũng không phải một mình Tanjiro, mà cả Nezuko và Genya cũng đều bị túm và siết chặt. Tình thế đang cam go thật sự. Đột nhiên, một đường kiếm chém tới khiến con mộc long tanh bành, cõng trên lưng Tanjiro mà phóng đi. Đó chính là thiếu nữ nóng bỏng nhất trong quân đoàn diệt quỷ, luyến trụ Mitsuri. Cô ấy đặt Tanjiro xuống và bảo rằng cậu cứ nghỉ đi, có chị đầy lò hết cho. Nó cứ thấy bị sai sai, thường là anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà nhỉ. Đứng ra, luyến trụ bảo rằng sẽ lấy lại Nezuko và Genya từ trong tay của con quỷ. Con quỷ thì lại bảo cầm mồm ngay, bitch, rằng người ra lệnh cho hắn được chỉ có Muzan mà thôi. Luyến trụ đơ người vì bị nói những lời vô học đó làm tổn thương. Con quỷ trông chỉ bằng tuổi em cô nhưng dám nói luyến trụ như vậy. Cơ mà quỷ thì không ra đi mà bà chị. Con quỷ không thích nói nhiều như Gyoko. Nó liền cho một lòng thi triển ra sóng siêu âm và xét giật một lúc về phía của luyến trụ đang đứng. Luyến trụ liền dùng tới hơi thở tình yêu, thức thứ ba, ái miêu mộ dục, nhẹ nhàng tránh né hết đòn tấn công diện rộng của con quỷ. Cô bảo rằng đang cảm thấy tức giận rồi đó cu. Cô có thể trông trẻ con, nhưng không có nghĩa là sẽ được luyến trụ tha cho đâu. Luyến trụ rất thích kiếm, nhất là loại cực mỏng và dẻo như thanh kiếm của cô ấy đang dùng. Kỹ năng của cô ấy còn nhanh hơn cả Uzui Tengen. Để có thể tăng sự dẻo dai và mềm mỏng của cây kiếm, cô ấy kết hợp sự di chuyển của cơ thể và cơ bắp như nhảy múa một cách uyển chuyển. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh kiếm mềm dẻo đó khó điều khiển mà còn dễ bị cắt vào người. Chính vì điều đó, nó là thanh kiếm được chế tạo riêng cho cô ấy và chỉ có luyến trụ mới sử dụng được. Con quỷ lại cho mộc long tấn công luyến trụ. Bằng chiêu thức của Karaku, luyến trụ dùng tới thức thứ hai trong hơi thở tình yêu. Sự đau khổ của tình yêu mà né tránh. Mộc long lại tiếp chiêu của Aizetsu, đối kháng lại luyến trụ dùng thức thứ sáu, cú cao của mèo con. Như bay nhảy trên không, né tránh nhẹ nhàng như không. Con quỷ thật sự điên tiết, hắn dùng tới huyết nguyệt kỹ, âm hưởng nghiệp quật, khiến luyến trụ cũng phải tái mặt mà đối phó. Dùng tới thức thứ năm dao động, vẫn uyển chuyển né tránh, sau đó cô ấy di chuyển với tốc độ cực nhanh tiến tới chỗ của con quỷ, dùng thanh kiếm uốn quanh cái cổ của hắn. Tuy nhiên, con chặt cái đầu của hắn thì cũng vô dụng khi con quỷ thứ năm vẫn còn. Con quỷ thứ sáu há mồm tấn công luyến trụ bằng sóng siêu âm tiếp. Lúc này đứng quá gần mà luyến trụ không thể nào tránh được. Dính trọn đòn đó khiến cho luyến trụ gần như bất động, mất ý thức. Tuy nhiên, luyến trụ đã gồng mình lên trước khi chịu đòn đó. Và vì có thể chất cực kỳ tốt nên cơ thể vẫn ổn. Con quỷ nhận lúc luyến trụ đang bất động, hắn liền giơ cú đấm và đấm mạnh về phía của luyến trụ. Dù có cơ thể khỏe đi chăng nữa, nhưng nếu đấm vỡ sọ thì cũng đi đời mà thôi. Lúc này quá khứ của luyến trụ như ùa về. Cô ấy đã từng nhiều lần đi xẻ mắt để lấy chồng, nhưng không thành công vì có màu tóc đỏ và có cơ bắp siêu to khổng lồ gấp 8 lần người thường. Vì thế cô ấy bị hủy hôn năm 17 tuổi. Đây là cánh tay của ấy khi bình thường, nhưng thực ra nó như thế này cơ. Và luyến trụ còn có tài ăn như thánh gióng, ăn gấp 3 lần sumo ăn. Giật mình tỉnh giấc thì luyến trụ đã được bảo vệ bởi Tanjiro, Genya và Nezuko. Phía bên trên thì con quỷ vẫn tiếp tục tấn công xuống. Cả bọn phải vác theo luyến trụ mà tránh né. Luyến trụ vùng dậy, tự bảo rằng sẽ không bao giờ để người bạn nào của cô phải chết. Sẽ không bao giờ thua kẻ ác. Chuẩn bị đi, tên quỷ thứ sáu kia. Giờ chị mới đánh nghiêm túc đây này. Quá khứ của luyến trụ khi gặp thủ lĩnh của đoàn diệt quỷ cũng rất đặc biệt. Cô ấy được khen chứ không bị chê như những người bình thường khác từng nhận xét về cô ấy. Rằng luyến trụ là một người được nhận sự yêu thương của thần. Và cô nên tự hào vì sức mạnh và những điều vốn có. Những người nói xấu cô ấy là vì họ sợ tài năng của luyến trụ, họ ganh tị mà thôi. Qua đó cô ấy cũng cảm thấy yêu đời và yêu đoàn diệt quỷ hơn tất thảy. Vậy nên cô ấy mới quyết tâm mãnh liệt để bảo vệ Tanjiro cùng tất cả nhóm tại đây. Cầm theo thanh kiếm mà lao tới con mộc long, đưa kiếm chém vài vòng con mộc long, luyến trụ di chuyển càng lúc càng nhanh,
Đám của Tanjiro thì đi tìm con quỷ thứ 5 mà chém. Luyến Trụ thì vẫn đang cầm chân con quỷ thứ 6. Cô ấy di chuyển nhanh đến mức con quỷ cũng phải kinh ngạc. Đột nhiên, trên cổ của Luyến Trụ cũng xuất hiện một vết ấn. Phải chăng đó chính là ấn diệt quỷ xuất hiện? Đã bắp một sức mạnh đặc biệt khiến cho cô ấy mạnh mẽ hơn chăng? Chính vì điều đó khiến cho con quỷ thứ 6 không thể kết liễu đám người của Tanjiro. Tuy nhiên, con người sẽ có giới hạn khi mà Luyến Trụ thấm mệt, tới giới hạn cũng là lúc con quỷ tấn công và tiêu diệt cả đám. Đám Tanjiro thì đi tìm con quỷ thứ 5. Genya còn ăn luôn cả cái cây để con quỷ thứ 5 không trốn được nữa. Vì Genya có một số kỹ năng của quỷ nhờ việc ăn thịt bọn chúng. Ăn con quỷ mạnh thì cậu ta có thể chất và sức mạnh ngang cơ với bọn chúng nhờ khả năng hóa quỷ trong một thời gian. Đây chính là kỹ năng không phải ai cũng có. Mặc dù cậu ta không thể sử dụng được kỹ thuật của hơi thở, tuy nhiên khi chặt cái cây ra thì lại không hề thấy con quỷ thứ 5 đâu cả. Hắn ta đã bỏ chạy lần nữa. Tanjiro có thể cảm nhận được rằng hắn ở rất gần nơi đây. Tanjiro gào lớn còn quỷ khốn nạn. Đừng có trốn chạy nữa. Đừng có chối bỏ những gì người gây ra. Mọi tội lỗi người mắc phải, những điều xấu xa, người phải trả giá cho mọi thứ. Mày không thoát được đâu con trai ạ. Thấy vậy, con quỷ thứ 5 liền cho mộc cây tấn công đám người của Tanjiro. Tanjiro dùng tới điệu múa hỏa thần, viêm vũ mà chém tanh bành. Con quỷ từ bé đã bị gọi là kẻ hai mặt. Từ khi sinh ra, hắn là kẻ hèn yếu. Ngoài sự bất hạnh, chẳng ai hiểu được hắn. Chí ít, đó là những gì mà con quỷ tự nghĩ về nó. Nhưng thôi trò chạy này được rồi. Genya vác theo cây to lớn mà quăng mạnh về phía trước, hướng thẳng về phía con quỷ. Liệu nó có toi luôn sau cú thông từ đằng sau đó của Genya hay không đây? Genya vác theo cái cây mồm hét lớn, thẳng rác rưởi kia, bay cái đầu và đi chết đi. Cố gắng mà hiểu cái tâm trạng của bọn tào lúc này đi. Vâng, Genya màu gà đang bắt bọn quỷ, cố gắng hiểu tâm trạng muốn chặt đầu chúng của Genya. Cậu phi thẳng cái cây lên phía trước, hết cây này đến cây khác và rồi ba cái cây chặn đứng xung quanh con quỷ. Nezuko liền lao nhanh tới như con mèo con. Còn con quỷ thì như con chuột nhanh nhẹn mà tránh né. Con quỷ đột nhiên tăng tốc độ chạy khiến cho cả đám người của Genya hít khói. Tanjiro liền thấy không ổn, con quỷ cứ như có thể chạy mãi vậy. Luyến Trụ thì sắp kiệt sức do sử dụng toàn thức mạnh mẽ để đối phó với con quỷ thứ 6. Bắt buộc lúc này Tanjiro phải lấy được cái đầu của con quỷ thứ 5 thì mới có thể nghĩ tới hai chữ chiến thắng. Thế nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Chân của Tanjiro không thể tiếp tục chạy vì bị đau trong lần tấn công vừa rồi của con quỷ. Cậu ấy liền nghĩ tới Zenitsu, thằng em rể tương lai của mình, rằng hơi thở sấm sét mà Zenitsu sử dụng tập trung chủ yếu vào đôi chân. Nó như một điều khó nắm bắt được, phải phụ thuộc vào kích cỡ cơ bắp của người sử dụng. Nhưng một khi đã nắm bắt được thì người ta có thể ở chế độ tập trung cao độ với tất cả kỹ năng. Tanjiro liền vận chuyển khí và từng sợi cơ, từng mạch máu ở đôi chân và tập trung sức mạnh vào đó, tất cả mọi thứ mà cậu ấy có thể, và bùng nổ trong một khoảnh khắc như một tia sét xé ngang không khí. Phóng đi như tên lửa trước sự ngỡ ngàng của Nezuko, Genya và cả con quỷ. Cầm kiếm lao nhanh tới con quỷ, lưỡi kiếm kề cổ. Lần này với tất cả những gì Tanjiro có thì cậu ấy có thể dùng thanh kiếm đang rực cháy mà chém đầu con quỷ. Vậy nhưng trong lúc run rợ, con quỷ như phát điên, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh mà nó có. Nó trở nên to lớn hơn cả Tanjiro. Hai tay con quỷ bóp chặt lấy cổ của Tanjiro mà hét lớn. Đừng có hòng bắt nạt ta. Ở đây chúng tôi không bắt nạt. Ở đây chúng tôi chỉ muốn chặt đầu mày thôi. Genya liền lao tới muốn bẻ tay con quỷ để cứu Tanjiro. Nezuko nhảy băng qua đằng sau con quỷ, dùng huyết quỷ thuật thiêu cháy nó. Genya nhân lúc đó bẻ văng luôn cái tay của con quỷ. Cú đốt đó của Nezuko cũng vô tình khiến cho Genya bị ảnh hưởng vì cậu ta cũng đang ở chế độ của quỷ. Con quỷ liền bị đẩy văng xuống vực cùng với Nezuko và Tanjiro. Nó cố vùng dậy với thanh kiếm vẫn còn bị gắn trên cổ. Con quỷ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tốc độ hồi phục của hắn đang chậm dần. Ngay lúc này đây, hắn cần máu của con người để hồi phục và gia tăng sức mạnh. Hắn cảm nhận được con người ở gần đây. Tanjiro bám vào được một cái cây nên chưa bị rơi xuống vực. Cậu ta nghiến răng với khuôn mặt đầy máu me, rằng ngươi không thoát được đâu con trai của ta. Ta sẽ theo ngươi kể cả là có phải xuống địa ngục và làm cái đầu của mày phải rơi xuống mới thôi. Cuối cùng con quỷ cũng nhìn thấy một thợ rèn với đống kiếm mang theo trên người. Con quỷ lao nhanh tới, thầm mừng, nghĩ trong bụng. Ba đứa oắt kia cũng chỉ là lũ kém cỏi. Chúng chỉ chém được cổ hắn có một chút mà thôi.
Giờ đây hắn chỉ cần máu người kia là chiến thắng thuộc về hắn. Và hắn đã lao tới chỗ của con người. Chỉ cần một lần nữa ăn thịt, uống máu là hắn như lên tiên thôi. Tanjiro cũng nhận ra điều đó. Cậu ta lao nhanh xuống đất, cố gắng tập trung sức bật vào đôi chân một lần nữa. Nhưng mà không có kiếm trên tay. Nhưng khoan, không có kiếm gì chứ? Một thanh kiếm từ đâu phi tới cắm trước mặt của Tanjiro. Phải chăng đấng toàn năng nào đó đã nghe được lời thỉnh cầu đó chăng? Nhưng không, đó là hạ trụ đã quăng thanh kiếm mà Hakanezuka đã mất công bao ngày mới mài được cho Tanjiro. Hạ trụ hét lớn, dùng nó đi Tanjiro, mọi người tin tưởng cậu. Anh em bạn bè tin tưởng cậu, nhưng anh em chết hết rồi nhé. Chỉ còn mỗi Nezuko thôi. Hakanezuka thì một tay bóp cổ hạ trụ, một miệng hét lớn, tao sẽ giết mày, không được dùng kiếm. Vì ông ta chỉ mới làm được có một khâu đầu tiên trong chuỗi các khâu hồi sinh cho thanh kiếm mà thôi, nên là trả lại kiếm cho ông ấy. Tanjiro cầm thanh kiếm lên, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, vì với tốc độ của sấm sét lao nhanh tới con quỷ, sử dụng viêm vũ nhất thiểm. Chém xong, cơ thể của con quỷ vẫn có thể di chuyển. Nhưng Tanjiro không để ý vì cậu nghĩ rằng đầu đã rơi thì sớm muộn gì cũng sẽ tan biến mà thôi. Mặt trời đã bắt đầu lên, buổi tối đang kết thúc. Và phần tệ nhất bây giờ chính là cái cánh đồng bằng phẳng này. Vì Nezuko đang ở dưới đây và không có chỗ nào để cô bé núp đi, Tanjiro hét lớn rằng, Nezuko hãy chạy đi. Nhưng giọng hét không còn ra tiếng được nữa. Tất cả sức lực đã dùng hết rồi sao? Nezuko liền lao nhanh tới chỗ của Tanjiro, mặc cho ánh nắng sắp đi tới chỗ cánh đồng. Vì cô bé nhìn ra con quỷ vẫn còn sống và cái thân mất đầu vẫn có thể di chuyển tới chỗ của các thợ rèn. Lúc này Tanjiro mới để ý chữ trên lưỡi của cái đầu là oán hận. Cơ thể chính của con quỷ ghi là sợ hãi cơ mà. Định quay sang ngăn cản con quỷ thì mặt trời đã lên. Ánh sáng chiếu lên khắp cánh đồng và khuôn mặt quỷ đáng yêu của Nezuko đang bị thiêu cháy. Tanjiro liền lao tới mà ôm chầm lấy cô bé. Muốn bảo vệ cho em gái không bị ánh sáng mặt trời thiêu chết. Tanjiro nói rằng Nezuko hãy thu bé lại và cậu sẽ mang em vào trong. Nhìn ra xa, con quỷ sắp tấn công được các thợ rèn mà Genya và Hạ Trụ thì lại cách các thợ rèn quá xa. Con quỷ với tốc độ như này sẽ hấp thụ kịp thời dân làng trước khi bị ánh sáng mặt trời thiêu chết. Nếu Tanjiro mang Nezuko đi vào chỗ tối thì không thể kịp cứu người. Giờ đây, Tanjiro đang đứng giữa hai con đường, cứu em gái hay cứu các thợ rèn. Bên lý, bên tình, thật là khó chọn mà. Vậy nhưng, Nezuko như hiểu ra điều đó của Tanjiro. Cô bé gập người xuống mà lấy chân đá Tanjiro thật mạnh về phía con quỷ. Tanjiro như bay, còn Nezuko thì khuôn mặt đã bắt đầu cháy xém lại. Tanjiro cũng như hiểu được ý của Nezuko. Cậu thu người tiếp đất, tập trung tìm mùi của con quỷ. Mày không thoát được đâu con trai. Mùi cơ thể con quỷ chính không hề ở xa, nó ở rất gần. Nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi cơ thể không đầu là quỷ. Tập trung bằng mùi hương, cuối cùng Tanjiro cũng xác định được con quỷ nhỏ chính là ở trong con quỷ lớn, ở ngay vị trí là tim. Tanjiro liền lao nhanh tới, con quỷ lớn đã bắt được đám thợ rèn. Nhưng Tanjiro cũng lao tới chặt đứt hai cái tay của hắn, nói rằng nhận lấy cái giá phải trả của mày đi. Con quỷ lúc này như đứng hình, mọi ký ức về lúc làm con người đầy tội lỗi của hắn hiện ra. Nhưng cũng chẳng được nghĩ nhiều vì Tanjiro đã một đường kiếm chém ngang cơ thể của con quỷ to và cũng chém bay đầu của con quỷ nhỏ bên trong. Cơ thể của con quỷ cũng tan biến nhanh chóng. Tanjiro gục ngã quỳ xuống đất. Cậu ta tự trách rằng dù đã thắng nhưng Nezuko có lẽ đã bị mặt trời thiêu đốt tan biến mất rồi. Cậu tuyệt vọng khi chiến đấu, vào diệt quỷ đoàn vì điều gì? Chẳng phải là để tìm kiếm phương thức cho em gái mình có thể trở lại thành con người hay sao? Nhưng giờ đến em gái cũng không thể bảo vệ nổi. Đã tan biến rồi, thì giờ cậu còn mục đích gì để chiến đấu nữa đây? Thế nhưng, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, trừ lũ quỷ xấu xa ra thôi. Chứ quỷ tốt mà còn xinh đáng yêu như bé Nezuko thì ông không thiếu nhé. Nói đùa vậy thôi chứ bé Nezuko vẫn còn sống. Đứng lên, tiến tới Tanjiro. Cô bé bây giờ có thêm khả năng mới, đó là miễn nhiễm, kháng ánh sáng mặt trời. Một khả năng bá đạo mà bất kỳ con quỷ nào cũng thèm muốn và ngay cả Muzan cũng vậy. Tiến tới chỗ Tanjiro nở một nụ cười xinh đẹp như ánh bình minh. Nói rằng, chào buổi sáng, anh trai. Rất lâu rồi, cô bé mới có thể nói được. Để giải thích cho khả năng mới của Nezuko, tác giả đã nhờ đến Tamayo. Ở bên phía của Tamayo, cô ấy đang viết thư cho Tanjiro.
Cảm ơn cậu rằng đã cố gắng cung cấp máu của Nezuko và 12 con quỷ dưới trướng của Muzan. Người mà bị Muzan hóa quỷ trong lần gặp đầu tiên giữa hắn với Tanjiro, thì giờ cậu ta đã có lại được ý thức. Và nhờ vào lượng máu dù chỉ là một lượng rất nhỏ của Nezuko, thì cậu ta cũng không bị Muzan kiểm soát được nữa. Vì trong máu của Nezuko có sự thay đổi, các tế bào máu thay đổi theo thời gian. Trong suốt khoảng thời gian qua, Tamayo vẫn luôn tự hỏi tại sao Nezuko vẫn chưa lấy lại được ý thức mà vẫn hành động như trẻ con. Theo dự đoán của Tamayo, rằng bên trong Nezuko đang ưu tiên thay đổi điều gì đó chứ không phải lấy lại ý thức. Và quay lại cuộc chiến, hẳn khả năng kháng ánh sáng của Nezuko đã được cô bé ưu tiên hàng đầu nên việc lấy lại ý thức mới chậm như vậy. Tanjiro ôm chầm lấy Nezuko, cảm tạ trời đất rằng cô bé không bị làm sao. Bé Nezuko thì vẫn đáng yêu như thường lệ và bập bẹ nói như con nít. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, răng nanh và màu mắt vẫn thể hiện Nezuko là quỷ, nên cô bé vẫn chưa thể là con người. Mọi người đều lao tới chúc mừng hai anh em Kamado, nhưng Tanjiro ngay sau đó cũng gục xuống mà ngất đi vì kiệt sức hoàn toàn. Mà chúng ta có bỏ quên điều gì không nhỉ? Có đấy, là người phụ nữ quyến rũ nhất bộ truyện, Luyến Trụ. Cô ấy đang phải chiến đấu với con quỷ và cả đống mộc long. Cô ấy đã kiệt sức mà không thể chiến đấu thêm được nữa. Đang khóc lóc mà xin lỗi mọi người, chị đây không trụ nổi nữa rồi, thì đột nhiên con mộc long tan biến. Cả con quỷ thứ 6 cũng vậy. Bà chị liền vui sướng và hiểu ra rằng Tanjiro đã chém được đầu của con quỷ chính. Phía bên Muzan, hắn đã phát hiện ra con quỷ có khả năng kháng lại ánh mặt trời là Nezuko. Thôi thì hy sinh thượng tứ cũng được. Có được tin tốt như vậy, hắn vui sướng như được hội. Mặc dù đang đóng trong vai một đứa trẻ con là Toshikuni, con một, nhà giàu, nhưng giờ phút này hắn không cần phải đóng giả cái gì nữa. Hắn vui sướng giết chết luôn tất cả những người trong nhà. Vì nếu như hắn có thể ăn thịt được Nezuko, thì hắn cũng có khả năng kháng được ánh nắng. Trong quá khứ, người đã biến Muzan thành quỷ là một vị lương y thời Heian. Tuy nhiên vì sự tức giận nhất thời mà Muzan đã giết chết vị lương y đó. Thứ thuốc mà vị lương y đó sắc hoàn toàn có tác dụng chữa bệnh cho Muzan. Hắn ta nhận được một nguồn sức mạnh lớn, nhưng đổi lại, hắn không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Cùng với sự thèm khát máu thịt con người, chính vì lẽ đó, hắn luôn ao ước có một cơ thể kháng được mặt trời. Vậy nên bây giờ, Nezuko là con quỷ duy nhất kháng được mặt trời, nên cuộc chiến từ nay sẽ lấy Nezuko làm tâm điểm, và các con quỷ sẽ khát máu và hung bạo hơn trước. Quay lại với Luyến Trụ, thì cô ấy đang vui như được mùa, ôm chầm lấy bé Nezuko và Tanjiro mà gào thét. Chúng ta vẫn sống cùng nhau, và chị đây vẫn có thể lấy được chồng rồi. Những ngôi mộ và những thanh kiếm của các kiếm sĩ giật quỷ đã ngã xuống trong cuộc chiến tại ngôi làng thợ rèn. Đó là những ghi nhận về một thời oanh liệt của họ, nhưng chắc chẳng ai muốn. Ngoài ra, kế hoạch di chuyển ngôi làng và khôi phục vẫn đang được tiến hành, vì một khi màn đêm buông xuống thì lũ quỷ sẽ lại mò tới. Mặc dù bị tấn công bởi không chỉ một mà tới hai thượng huyền quỷ, thế nhưng thiệt hại về người và của đã được giảm đến mức nhỏ nhất có thể. Tanjiro thì đã tỉnh dậy ở hậu viện của Trùng Trụ, nơi dùng để chăm sóc, hồi phục các kiếm sĩ. Tanjiro đã bị bất tỉnh 7 ngày, còn Hà Trụ và Luyến Trụ thì chỉ cần tới 3 ngày là có thể phục hồi hoàn toàn. Còn Nezuko thì sao nhỉ? Cô bé đang tập nói vui vẻ cho tới khi gặp cái thằng hám gái tóc vàng này. Vừa gặp Nezuko trong hình dạng đáng yêu đã hét lớn. Nezuko thì bập bẹ nói chào mừng, nhưng vậy thôi cũng đủ cho thanh niên ảo tưởng Zenitsu phát điên rồi. Cậu ta tưởng Nezuko nói chào mừng mình nên là sướng hết nấc luôn. Mà nói lớn, trời ơi, em ấy dễ thương quá. Anh ơi, anh Tanjiro ơi, cả cô ấy cho em đi. Chứ em vã lắm rồi. Và khi nghe Nezuko nói chào mừng thì... Nezuko-chan vừa nói gì với anh thế? Em cố gắng nói chào mừng anh có đúng không? Cuối cùng anh cũng rảnh, mình yêu nhau đi em nhé. 1-2-3 năm em có đánh rơi nhịp nào không? Mà thôi, khỏi yêu đi cho đỡ mất thời gian, mình cưới nhau đi em. Anh sẽ chiều em hàng ngày, miễn sao là cưới anh nhé. Thế nhưng Nezuko lại nói tiếp, trở lại Inosuke. Nguyên câu văn là chào mừng trở lại Inosuke. Rồi thì Zenitsu tụt mút cảm xúc, hộc máu tổn thương, và khuôn mặt sát thủ hiện ra, trong đầu chỉ nghĩ rằng con lợn thối tha, khốn nạn đó à, món lợn quay lâu lắm anh đây chưa ăn, chắc ngon lắm đây. Vì sao lại có sự hiểu nhầm này thì phải kể lại hai ngày trước đó, Inosuke có đến đây với nhiều vết thương trên người
và khi gặp bé Nezuko dễ thương đang bập bẹ nói, thì cậu ta đã dành cả ngày để dạy bé Nezuko nói rằng phải nói Inosuke Boss, Boss Inosuke, Inosuke gánh tim, đấng Inosuke. Và thế là có sự tụt mút của Zenitsu ngày hôm nay đây. Bên trong dinh thự của Ubuyashiki, một cuộc họp thượng đỉnh giữa các trụ cột được tổ chức. Các trụ cột vẫn luôn ghen tị với Hà trụ và Luyến trụ, rằng thật là sung sướng khi mà được giao chiến với bọn thượng quỷ. Thế nhưng vẫn phải cảm ơn trời đất khi đã tiêu diệt được cả hai thượng huyền mà không bị mất bất kỳ trụ cột nào cả. Rồi từ từ Amina tiến ra, người là phu nhân của lãnh chúa Kaguya. Vì lãnh chúa Kaguya bệnh nặng hấp hối cho nên Amane sẽ thay ông chủ trì cuộc họp. Tất cả các trụ cột đều hành lễ và dùng những lời lẽ đầy tôn kính chúc cho Kaguya sẽ sớm ngay khỏe mạnh trở lại. Cuộc họp bắt đầu và tâm điểm là một con quỷ có khả năng đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Con quỷ đó là bé Nezuko đang ở tại đây. Rằng hẳn Muzan cũng biết điều đó và hắn sẽ làm mọi cách để có được Nezuko. Cuộc tử chiến chắc chắn sắp xảy đến. Và ngoài ra còn bàn về thông tin khác nữa, rằng trên người của Hà trụ và Luyến trụ trong trận chiến với hai thượng huyền quỷ đã xuất hiện dấu ấn. Amane mong rằng hai trụ cột này sẽ chia sẻ cách để đạt được thứ sức mạnh đó. Vì theo như Amane xuyên suốt thời chiến quốc, những người kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên đã từng bước chạm đến Muzan, họ đều có những dấu ấn giống ấn quỷ. Đây là thông tin đã được truyền qua nhiều thế hệ. Một số người cũng đã biết về điều này, nhưng tất cả chỉ dừng lại có thế. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ vì nó chưa được chạm khắc hay ghi chép lại từ thời xưa. Nhưng có những thông tin quan trọng vẫn được truyền lại rằng khi một ai đó xuất hiện dấu ấn, những người khác cũng dần có được như là sự cộng hưởng với nhau vậy. Và ngay bây giờ, người đầu tiên có được nó lại chẳng phải là trụ cột, mà người đó chính là Kamado Tanjiro. Cậu ta là người đầu tiên đạt đến cảnh giới đó lúc này. Khi Amane cho người hỏi Tanjiro thì cậu ta rất khó để giải thích làm sao để có được. Nó giống như lúc Naruto dạy Rasengan cho Konohamaru vậy đó. Và thế là Amane đã tạm gác chuyện đó sang một bên cho tới khi hai trụ cột gần gũi với Tanjiro đã có được con ấn đó. Và người đầu tiên nói cách để có được dấu ấn là Luyến trụ. Cô ấy nói rằng lúc đó cơ thể cô ấy như nhẹ hẳn đi và nó giống như bam. Và rồi do và boom, tim của cô ấy lúc đó dãy liên hồi và bom, tai thì scree. ABCD bla bla bla. Và tất cả mọi người đều trông một khuôn mặt giống như anh đụt trụ. Vâng, Luyến trụ rất biết miêu tả hệt như Tanjiro miêu tả luôn. Và hy vọng còn lại đổ hết vào Hà trụ. Cậu ấy nói rằng đã nhận ra nhiều thứ thay đổi, cho nên mong mọi người hãy nghe cậu ấy và hoàn thành được điều cậu ấy nói thì tin rằng tất cả sẽ có được dấu ấn. Rằng lúc đó Hà trụ không di chuyển được nhiều vì bị dính độc trước trận chiến. Cậu ấy đã cố gắng tối đa sử dụng hơi thở và điều chỉnh nhịp tim để chất độc không phát tán. Tuyệt sư đã liều mạng cứu, ký ức lúc đó hiện về. Lúc đó Hà trụ tức giận tột độ không thể kiểm soát được cảm xúc. Lúc đó tim cậu đập rất nhanh, chắc phải nhiều hơn 200 BPM và cơ thể như bị thiêu cháy vậy. Nhiệt độ cơ thể tầm khoảng 39 gần 40 độ. Đó như là một sự trải nghiệm. Mọi người sẽ chết hoặc không muốn chết. Đó là sự khác biệt của những người có dấu ấn và những người không có nó. Và một cuộc tập huấn cho toàn bộ sẽ được diễn ra. Các trụ cột thì sẽ tập nhằm nâng cao sức mạnh, cũng như là có thể có được con ấn. Còn các kiếm sĩ bình thường khác tập luyện với các trụ cột để trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai được ngoại lệ cả, kể cả trụ cột hoặc kiếm sĩ đã có dấu ấn. Thế nhưng sau khi Amane rời đi thì đụt trụ Giyu cũng tính kế chuồn luôn. Mặc dù các trụ cột khác có chửi có mắng như nào thì đụt trụ vẫn đứng dậy rời đi với lý do chúng ta không giống nhau. Phía bên Tanjiro thì Hagane Zuka đã tới và giao cho cậu thanh kiếm mà ông ấy đã phải dùng cả tính mạng để mài và hồi sinh lại nó. Còn đính vào nó chuôi kiếm của viêm trụ Rengoku, thanh kiếm với phần vân tuyệt đẹp, cùng loại thép cực tốt, có chữ Metsu. Thanh kiếm này được ra đời vào lúc sơ khai của Diệt Quỷ Đoàn và nó là thanh kiếm chứng nhân lịch sử. Phía bên kia căn giường là Genya đang nằm tĩnh dưỡng, cậu hoàn toàn không thể ngủ được vì sự ồn ào. Vừa yên tĩnh được một lúc thì bất ngờ Inosuke tông thẳng vào cửa kính mà lao vào, khiến cho Genya cũng phải kêu rời kêu đất lên. Ai cho cậu ta một chút bình yên đi? Lý do mà Inosuke vội đến thế là để thông báo rằng sẽ có một cuộc huấn luyện đặc biệt giúp mạnh hơn. Thế nhưng luyện cái gì thì đấng không có nhớ. Cuộc tập huấn khắc nghiệt được triển khai. Những ai có cấp độ ở dưới trụ cột đều phải luyện tập hết mình từng ngày.
Thường thì các trụ cột sẽ huấn luyện cùng người kế nhiệm. Đó là tại thường ngày họ rất bận. Một trụ cột có rất nhiều việc phải làm, bảo vệ khu vực riêng, thu thập thông tin quỷ, cải thiện sức mạnh và kiếm tiền, v.v. Vì thế mà các trụ cột đi tuần, ăn chơi vào ban đêm và tập luyện, ngủ nghỉ vào ban ngày. Nhưng từ lúc Nezuko đi lại được dưới ánh mặt trời thì bọn quỷ dần biến mất. Nó như những con sóng yên lặng trước cơn bão lớn vậy. Zenitsu kể chuyện tập luyện cho Tanjiro thì trái ngược lại với mong đợi. Tanjiro cảm thấy rất hào hứng và mong đợi. Thế nhưng Zenitsu lại bảo nó như địa ngục trần gian vậy. Cậu con tức giận như muốn gặm luôn cái đầu của Tanjiro. Rằng Tanjiro thực sự sung sướng khi bị thương nên chỉ nằm đấy hưởng thụ trong khi Zenitsu và mọi người phải cực khổ luyện tập. Trước khi Zenitsu rời đi thì Tanjiro có cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy đã nói qua về hơi thở sấm sét cho nên Tanjiro mới vận dụng được trong cuộc chiến với Thượng Huyền Tứ Han Tengu. Tuy rằng Tanjiro vẫn không nhanh bằng Zenitsu nhưng cậu ấy vẫn cảm ơn và tin tưởng Zenitsu sẽ mạnh hơn nữa sau khi huấn luyện. Đáp lại, Zenitsu vừa cười vừa nói: "Đừng tưởng mấy lời đường mật đó có thể làm anh đầy vui nhé, anh rể à, thẳng bạn tôi." Tanjiro đột nhiên có thư từ lãnh chúa và cậu ta phải đi gặp gấp. Phía bên các trụ cột thì vẫn đang luyện tập cho các kiếm sĩ khác. Cuộc huấn luyện gồm các bài huấn luyện thể lực với Uzui Tengen, sau đó luyện độ dẻo dài với luyến trụ, luyện độ phản xạ với hà trụ và luyện kiếm thuật với xà trụ, luyện cách tập sinh tồn khi bị món hành đánh đập thập tử nhật sinh với phong trụ và cuối cùng luyện cơ bắp với nham trụ. Các trụ cột sẽ luyện tập đến khi nào xuất hiện ấn, nhưng người có ấn thì luyện tập tăng thời gian xuất hiện của ấn. Thế nhưng, trừ đụt trụ ra, đang ở nhà một mình thì Tanjiro tới. Anh đụt có vẻ không vui vì Tanjiro không thành thạo hơi thở nước. Vì theo anh đụt, Tanjiro cần phải là một thủy trụ. Thế nhưng Tanjiro lại không thể làm điều đó vì bây giờ cậu ấy chơi với mặt trời và nghịch với lửa cũng ổn áp rồi. Ghi như buồn mà lặng lẽ rời đi vì theo anh ấy cái ghế thủy trụ này đang bị bỏ trống. Rằng anh ấy không xứng làm thủy trụ. Vì sao Tanjiro lại tới đây? Vì cậu ấy đã gặp lãnh chúa và lãnh chúa đã mong Tanjiro tới thông não cho Giyu. Và thế là Tanjiro cứ đi theo mà lải nhải, nói chuyện suốt. Cuối cùng thì Giyu cũng thua và cũng chịu nói chuyện sau 4 ngày liền bị Tanjiro tra tấn tinh thần. Rằng xưa, Giyu vượt qua kỳ thi sát hạch mà không phải dựa vào bản thân mình, mà dựa vào Sabito, người bạn thân thiết của Giyu. Cậu ấy có mái tóc màu cam đỏ, chính là linh hồn đã giúp đỡ Tanjiro chém đôi được tảng đá to nhất. Lúc sát hạch, Sabito hạ từng con quỷ một cách dễ dàng, còn Giyu thì bị tấn công. Và vì mất nhiều máu khiến cho cậu ta chóng mặt, lúc đó Sabito đã cứu Giyu và giao Giyu cho người khác, còn bản thân Sabito lại đi cứu người. Khi tỉnh lại thì kỳ thi sát hạch kết thúc, Giyu được chọn vì sống sót qua 7 ngày, còn Sabito bị giết bởi con quỷ tay. Giyu lúc đó không tiêu diệt được con quỷ nào, nên cậu ta bị tâm lý hành hạ cho rằng bản thân không xứng đáng và càng không đáng làm một thủy trụ, rằng anh đụt khác với các trụ cột khác. Sau đó, Giyu rời đi, khuyên rằng Tanjiro về luyện tập đi. Giyu sẽ chẳng bao giờ có được dấu ấn đâu, đừng quan tâm, mất thời gian ra. Bỏ lại Tanjiro ngơ ngẩn đứng một mình. Sau khi Giyu bỏ lại Tanjiro mà đi, thì Tanjiro cũng đã hiểu được phần nào nỗi lòng và nỗi đau sâu trong thâm tâm của thủy trụ. Giyu vẫn luôn nghĩ rằng cái chết của anh ấy là xứng đáng hơn Sabito, rằng nếu đổi lại, Giyu chết thì sẽ có tác dụng hơn nhiều. Rõ ràng rằng ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đó, một sự mong muốn nhỏ nhoi cho những người mà Giyu yêu quý. Nếu những người thân yêu của bạn ra đi quá sớm hoặc chết để bảo vệ bạn, thì sự mất mát ấy sẽ làm cho trái tim của bạn hẳn là rất dày vò. Và Giyu cũng vậy. Sabito chính là người đã huấn luyện cho Tanjiro ở đồi sương mù. Là sự trải nghiệm kỳ lạ khi mà hai người đã chết lại có thể huấn luyện được cho Tanjiro. Và là bạn thân trạc tuổi cùng với Giyu. Cùng tham gia sát hạch, Tanjiro thực sự kính trọng Sabito. Anh ấy đã cứu tất cả mọi người trong kỳ sát hạch. Đến Tanjiro cũng không thể làm được điều đó. Vì lúc đó cậu ta vẫn còn cái tôi quá lớn, vẫn quan tâm bản thân mình là chủ yếu. Nếu như Sabito còn sống, hẳn là cậu ấy đã làm một trụ cột vô cùng mạnh mẽ rồi. Đó chính là lý do khiến cho Giyu luôn nghĩ về cái chết của anh ấy. Tanjiro cũng đã từng như vậy với cái chết của viêm trụ Rengoku. Anh ấy hy sinh mạng sống để bảo vệ cho đám người Tanjiro và điều đó đã khiến cho Tanjiro dày vò và nghĩ về cái chết của cậu ta xứng đáng hơn viêm trụ nhiều lần.
Tanjiro hiểu cảm giác của Giyu, nhưng cậu ta không biết nói gì với Giyu lúc này. Đột nhiên, Tanjiro tiến tới gọi Giyu. Cậu hỏi rằng, thứ mà Sabito giao phó lại cho Giyu, giúp cho hai người gắn kết lại với nhau là gì? Giyu như bừng tỉnh hẳn ra, nhớ lại ngày xưa, cái khoảnh khắc bị Sabito cho ăn một cái bạt tai và nói rằng, Giyu, đừng có nói cái chết của cậu là tốt hơn. Không bao giờ được nói như thế. Nếu cậu nói như thế, thì Sabito với cậu ta coi như chưa từng có gì. Đường ai nấy đi, không có bạn bè gì hết. Chị gái của Giyu đáng lẽ ra còn sống và đã thành hôn, nhưng hôm đó bị quỷ truy đuổi. Chị ấy vẫn giấu Giyu để bảo vệ cậu. Nếu Giyu cứ nói tới cái chết, thì chính là đang xúc phạm cái chết của chị gái mình. Vì cái chết của chị gái Giyu là để đổi mạng cho Giyu, đổi lại cho Giyu một tương lai và tất cả mọi thứ ở xung quanh. Giyu như nhớ lại cái tát bừng tỉnh của Sabito, rằng anh ấy đã quên mất một điều rằng thời gian là vô giá, rằng cái chết của Sabito đã khiến cho Giyu đau buồn đến nhường nào, khiến cho cậu ấy từng không mang đến điều gì cả. Cái chết của chị cậu, Sutako, người bạn thân Sabito, Giyu như chết lặng, đứng yên một chỗ, thầm xin lỗi mọi người vì anh ấy chưa từng chín chắn trong suy nghĩ đến vậy. Nhưng Tanjiro sau khi hỏi câu hỏi đó thì chỉ thấy Giyu không động đậy gì cả. Thầm nghĩ, chết rồi, chắc do Tanjiro động đến thứ không nên nói rồi. Hay là Giyu đã quá chán bị Tanjiro làm phiền mấy ngày qua. Tanjiro đang nghĩ nhiều cách để có thể làm lành với Giyu thì bất ngờ Giyu quay lại, nói rằng xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng đã đến lúc phải luyện tập rồi. Và rồi Tanjiro lại rủ Giyu đi ăn mì soba lạnh. Đây là bị nhiễm cái đụt của trụ đụt chắc luôn. Và cuối cùng thì Giyu cũng chịu tập luyện cùng các trụ cột. Phía bên chủng trụ, cô ấy cũng không tham gia tập huấn cùng các trụ cột vì cô ấy còn có một việc quan trọng cần làm khác. Chủng trụ đã nói kế hoạch và cách để giết con quỷ đã giết chết chị gái của chủng trụ và con quỷ đó chính là thượng nhị Doma. Phía bên Tamayo thì vào đêm trăng sáng, cửa sổ đang mở, con quạ của lãnh chúa nhà Ubuyashiki cuối cùng cũng tìm ra được nơi ở của Tamayo và đưa tin cho Tamayo rằng muốn cùng hợp tác với Tamayo, cụ thể là cùng với chủng trụ nghiên cứu tại sát quỷ đoàn, trong đó có cả nghiên cứu về sự thay đổi của Nezuko với mong muốn hợp tác để đánh bại Muzan, một con quỷ được mời đến chỗ của sát quỷ đoàn. Phía bên Tanjiro, cậu ta đã bình phục hoàn toàn và đang tham gia cuộc huấn luyện cùng với các đồng đội, cơ chân khoe body 6 múi vạn người mê, cơ mà hơi nhiều vết sẹo. Và bài tập đầu tiên đó là luyện tập cùng với cựu âm trụ Tengen. Âm trụ nhìn thấy liền vui mừng hỏi Tanjiro rằng đã nghe nói cậu lại sẽ đấu với một tên thượng huyền khác, rằng thời buổi này kẻ có được thể lực sùng mãn là người mắn. Đúng rồi, ông có tận 3 bà vợ cơ mà. Và thế là âm trụ liền bảo rằng sẽ giúp cho Tanjiro với cơ thể ẻo uột đó khỏe mạnh trở lại, mặc dù Tanjiro đã 6 múi rồi. Và chỉ cần 10 ngày sau là Tanjiro đã được đi tiếp tới chỗ tập luyện tiếp theo với cơ thể như teo lại vậy, chứ chẳng chắc gì hơn ạ. Tới trang viên của Hà Trụ, tập luyện với Hà Trụ, cậu ta đã khiến cho Hà Trụ phải khen ngợi rằng tốc độ của Tanjiro đã nhanh hơn trước rất nhiều. Vậy nên Hà Trụ sẽ giúp cho Tanjiro tập luyện gồng cứng và thả lỏng các cơ nhịp nhàng hơn thôi. Nếu Tanjiro có thể thành thục việc đó, thì độ bền của cậu ta sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Và chẳng bao lâu, cụ thể là có 5 ngày, thì Hà Trụ đã phải công nhận khả năng phối hợp động tác của Tanjiro rất hoàn hảo. Cho nên, té dù mạnh đi đến các trụ cột khác mà luyện tập, trong khi các kiếm sĩ khác thì 2 tuần rồi vẫn chưa được té. Khi nói chuyện với đám kiếm sĩ đòi được té thì giọng điệu của Hà Trụ lại khác hẳn. Mấy người nghĩ sao vậy? Lũ đần độn vô dụng kia, sau khi luyện kiếm xong thì sẽ khổ luyện đến khi nào sàn tập đổ sập mới thôi. Một sự thiên vị Tanjiro không hề nhẹ đến từ Hà Trụ. Tanjiro lại tới trang viên của Luyến Trụ. Luyến Trụ vui mừng ra mặt, vẫy tay chào mừng Tanjiro vào nhà tập luyện để trị hành xác nào. Và thế là bắt Tanjiro mặc quần áo như các vũ công múa ba lê, tất cả cùng Tanjiro đều phải nhảy múa không ngừng nghỉ theo điệu nhạc. Ngoài ra còn có các bài huấn luyện xoạc chân cùng Luyến Trụ, đó là bài luyện tập tăng cường độ dẻo dai, không khác gì địa ngục. Luyến Trụ dùng sức để kéo giãn cơ của mọi kiếm sĩ khi tập ra. Cơ mà tôi nghĩ khối ông bên Pikapi muốn được tập bài này. Tuy nhiên cũng chẳng được lâu, Tanjiro đã qua được chỗ của Luyến Trụ mà tiến tiếp tới chỗ của Xà Trụ. Xem nào, vừa mới tới thì Xà Trụ đã vác cái mặt sát thủ ra, định trịnh giọng mời gọi chào mừng với câu nói Kamado Tanjiro, ta đã đợi người rất lâu rồi. Còn chờ để làm gì thì Xà Trụ không nói.
Tanjiro thì cứ tẩy bắt mặt mừng, chào Saju. Nhưng giờ mới là lúc Saju bộc phát sự ghen tị, rằng Saju đã nghe luyến trụ Misery nói rất nhiều về Tanjiro, có vẻ như cô ấy rất vui khi được huấn luyện Tanjiro. Vì hai trụ cột này thường hay trao đổi thư từ, Saju cũng thầm thương luyến trụ cho nên ông trụ cột này không thích điều đó. Vậy nên Saju quyết định sẽ không tử tế mà đối đãi với Tanjiro. Quả đúng là như vậy, vừa vào phòng thì Tanjiro đã nhìn thấy tất cả kiếm sĩ bị trói chặt trên những thanh gỗ. Saju bắt Tanjiro luyện kiếm và trong lúc đó còn phải tránh né những chướng ngại vật là các kiếm sĩ này. Tanjiro lúc này mặt tái mét. Đây là đâu? Tôi là ai? Phải chăng đây là pháp trường? Nhưng người bị trói ở đây đúng là đã phạm tội. Vâng, đúng vậy. Là tội quá yếu kém. Tội quên đi những gì đã học, tội tốn quá nhiều thời gian, tội to nhất là làm Saju tức giận. Và cuộc tập luyện đáng sợ nhất trên trái đất này bắt đầu. Dù Tanjiro chỉ dùng một cây kiếm gỗ, nhưng nếu đánh trúng ai đó thì họ cũng sẽ bị thương rất nặng. Còn đòn tấn công của Saju lại cứ luồn lách sau những kiếm sĩ bị trói này. Vô cùng đáng sợ, vì kiếm thuật của Saju tập trung vào việc bẻ cong đường kiếm theo những cách vô cùng kỳ lạ. Nó giống như một con rắn vậy. Mỗi lần Tanjiro định vung kiếm lên phản công thì dường như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của các kiếm sĩ bị trói kia rằng làm ơn đừng đánh vào tôi. Thật là đáng thương, tội nghiệp mà. Và chỉ sau 4 ngày, Tanjiro đã có thể sử dụng kiếm của mình với độ chính xác cao chưa từng có. Cậu ấy đã có thể tránh đòn của Saju và phản công. Lúc mà cậu ấy chém đứt được áo Harry mà Saju đang mặc cũng chính là lúc buổi huấn luyện đã hoàn thành. Và khi từ biệt, Saju nói nhỏ nhẹ và rất ân cần với Tanjiro rằng vĩnh biệt và chết mục đi, đồ khốn nạn. Đừng có bao giờ nói chuyện xuồng xã với luyến trụ nữa. Không là anh sát. Tanjiro mặt đờ cứng và tiếp tục đi tới sàn tập của phòng trụ. Trên đường, cậu ấy lại gặp thằng em rể đáng ghét, Zenitsu. Zenitsu vội lao ra ôm chầm lấy Tanjiro kêu gào. Cứu cậu ta ra khỏi chỗ này vì cậu ấy không thể chịu đựng được nữa. Không thể nữa rồi. Zenitsu cảm thấy khó khăn lắm mới chạy được đến đây. Cậu ta đã phải trốn chui trốn lùi như một con dog vậy vì sắp bị xé xác. Và một bàn tay đã túm đầu của Zenitsu lại, đó chính là phòng trụ, và nói rằng quay lại luyện tập hay là bị anh đây phanh thầy nào. Zenitsu gào thét rằng bớ anh ơi, tha cho em đi, và bị phòng trụ đánh ngất luôn. Thế là Tanjiro vác theo Zenitsu đi theo phòng trụ tới chỗ luyện tập. Tanjiro cảm ơn phòng trụ dẫn đường và mong muốn chiếu cố. Thế nhưng phòng trụ với khuôn mặt sát thủ, đừng tưởng bở nhãi con, tao vẫn chưa chấp nhận mày đâu. Tanjiro cũng vui mừng trả lời rằng không sao đâu ạ, rằng bản thân Tanjiro cũng không chấp nhận phòng trụ, chính phòng trụ đã đâm Nezuko còn gì. Phòng trụ thơ thẩn với khuôn mặt cầm nín, méo nói được gì. À, thằng này ngon, danh con, gan cũng tỏ phết. Chúng ta chỉ cần nhìn biểu hiện của Zenitsu là hiểu được bài huấn luyện của phòng trụ khó đến mức nào. Nó đơn giản là bị phòng trụ đánh cho một trận tơi bời không ngừng nghỉ. Sẽ không có nghỉ ở đây, trừ khi bất tỉnh hoặc nôn mửa ra. Và thế là phòng trụ đặc biệt mạnh tay với Tanjiro. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là Tanjiro sẽ bị đánh đến mức những vết thương cũ phải lặn đi để nhường chỗ cho những vết thương mới. Và khuôn mặt của cậu ấy cũng biến dạng không kém phần lòng trọng. Mới ngày đầu mà Tanjiro đã bị cho giả bã rồi. Đột nhiên đang đi nghỉ thì Tanjiro nhìn được cảnh hai huynh đệ nhà phòng trụ là Sanemi và Genya. Sanemi cho rằng Genya không có năng lực gì cả vì không sử dụng được hơi thở và cút khỏi đoàn duyệt quỷ đi. Mặc cho Genya chỉ muốn nói xin lỗi nhưng Sanemi đếch quan tâm, vẫn không ngừng nói cút đi. Nhưng khi nghe được câu Genya thậm chí đã ăn cả quỷ để có thể mạnh hơn thì sắc mặt của Sanemi đã thay đổi. Lao nhanh tới định chọc hai mắt của Genya, nhưng may mắn sau đó được Tanjiro kịp thời lao tới cứu. Lao thẳng ra ngoài phá hỏng cả cánh cửa. Zenitsu nhìn vậy thì nghĩ xong rồi. May đứt thật rồi Tanjiro ạ. Phá phách chỗ này là chơi đùa với tử thần. Sanemi từ từ bước ra như một hung thần giáng thế, bật chế độ đồ sát lên rồi. Mặc cho Tanjiro khuyên ngăn, nhưng phong trụ không ke, nói rằng giết Genya thì quá dễ, anh đấy thử xem tốc độ hồi phục của Genya như nào. Cho đến khi cậu ta không hồi phục được nữa thì sẽ cút khỏi đoàn diệt quỷ và phong trụ sẽ tha cho. Tanjiro hét lớn rằng, dù cho Genya không có tài năng gì, nhưng cậu ta đã liều cả mạng sống và nhờ có cậu ấy mà đã giết được hai thượng huyền, rằng Tanjiro sẽ không để cho phòng trụ làm điều đó. Và thế là phòng trụ đã cho Tanjiro một quyền. Bất ngờ là Tanjiro sau khi bầm dập thì giờ cậu ấy đã khác, đã chặn được quyền đó của phòng trụ. Xoay người đá một cú vào gáy cổ của phòng trụ, cậu hét lớn với Zenitsu đưa Genya rời khỏi nơi đây.
Chưa kịp nói xong đã bị Phong Trụ cho ăn một cước sượt qua mặt. Phong Trụ với khuôn mặt tử thần: "Mày toi rồi, tới số rồi Tanjiro. Chúc mừng mày đã quay vào ô ăn shit. Mong rằng mày đã quen với mùi đất và cỏ để khỏi bị bỡ ngỡ." Zenitsu dù không muốn nhưng vẫn phải kéo theo Genya chạy đi. Nhưng khổ cái là bị Genya đấm cho xịt máu mũi vì cái tội nói xấu Phong Trụ trước mặt Genya. Ông Zenitsu này có thù oán với hai anh em nhà Phong Trụ thật rồi. Và thế là mọi thứ trở thành một đống lộn xộn giữa Phong Trụ và Tanjiro, bèm nhau tới tận tối. Xong việc, Tanjiro bị đình chỉ, cấm luyện tập cùng Phong Trụ và bị cách ly khỏi ổng luôn. Thậm chí còn bị cấm xỉa sói chuyện gia đình nhà người khác. Và thế là hôm sau, Tanjiro cùng với Zenitsu lên đường đi tập luyện điểm tiếp theo. Tại nơi đây, cậu ta gặp Inosuke đang luyện tập dưới thác nước và người huấn luyện cho cậu là Nham Trụ. Nham Trụ liền chào mừng hai bé tới với miền đất hứa. Hứa hẹn sẽ cho cả hai sống không bằng chết chăng? Cuộc huấn luyện của Nham Trụ bắt đầu. Phần quan trọng nhất của cơ thể là tứ chi. Tăng độ ổn định kèm với sức mạnh cơ bắp sẽ giúp cho các kiếm sĩ ra đòn mạnh và chính xác, tính bền bỉ và phòng thủ cao hơn. Để làm được điều đó thì đầu tiên các kiếm sĩ sẽ phải tập luyện bằng cách đứng dưới thác nước chảy mạnh để tập chịu áp lực, sau đó thì vác đống gỗ lớn với các thân cây to ngang con người. Cuối cùng là đẩy các cục đá to vật vã đi qua một thị trấn. Bài huấn luyện này được Nham Trụ cho là cực dễ và chỉ gói gọn có 3 giai đoạn. Đáng lẽ là có bài thứ 4 nghịch lửa nữa cơ, nhưng vì nó nguy hiểm quá cho nên Nham Trụ bỏ đi rồi. Nhưng chỉ cần có 3 bài luyện tập vừa rồi thôi cũng đủ cho Zenitsu sợ đến ngất xỉu. Tanjiro thì đang không biết làm gì với thằng đồng đội phế vật này thì Nham Trụ đã đưa ra một ý kiến rất hay, đó chính là quăng Zenitsu xuống sông. Vì dưới sông rất lạnh, và thế là Zenitsu đã tỉnh lại. Con sông này lạnh hơn thời tiết mùa đông, nó khiến cho Zenitsu tỉnh lại và kêu gào. Cậu ta sợ sẽ bị đóng băng, sẽ bị chết. Cậu ta cảm nhận như nội tạng sắp bị đông cứng vậy. Nhưng ngay cạnh đó lại có một cục đá to, chỉ cần ôm cái cục đá đó thì sẽ được sưởi ấm. Zenitsu ôm đá cảm thấy ấm áp, lại tưởng nhớ đến cảm giác như đang ôm crush, Nezuko và mẹ yêu của mình vậy. Tanjiro thì vẫn gồng mình ở dưới nước để chịu đựng. Cậu ta nhìn ra phía Inosuke, thấy đấng hôm nay ngầu quá cơ, chắp tay niệm Phật tụng kinh chứ không gáy to như mọi khi nữa. Mà khoan, Tanjiro không nghe thấy tiếng tụng kinh nào của Inosuke. Phải chăng là đấng đã đờ ý đi? Tanjiro ngay sau đó vác Inosuke lên bờ, có khoản hô hấp nhân tạo nhé các bạn. Và thế là Inosuke đã được cứu sống. Từ đó trở đi, Tanjiro khi luyện tập bài đứng dưới thác nước thì cậu ta luôn phải gáy trước để mọi người biết rằng cậu ta vẫn còn sống. Cuộc luyện tập này như địa ngục trần gian, thác nước quá nặng, nếu thả lỏng thì Tanjiro có thể sẽ bị gãy vai như chơi. Nói đi cũng phải nói lại, chứ Tanjiro và Inosuke Zachi là khá nhất trong đám kiếm sĩ đang luyện tập ở đây rồi. Sau khi nghỉ ngơi ăn cá nướng thì Tanjiro và Inosuke biết được rằng Nham Trụ thật ra rất mạnh, là một trụ cột mạnh nhất trong sát quỷ đoàn. Mặc dù bị mù, Tanjiro còn ngửi thấy được mùi khác biệt hoàn toàn so với các trụ cột khác của Nham Trụ. Khi mọi người đang còn bán tính bán nghi rằng có khi Nham Trụ còn chẳng để được cái tảng đá to hơn người kia đi được, thì Nham Trụ đã thể hiện luôn cho mà xem. Tanjiro ngưỡng mộ mà hỏi Zenitsu liệu chúng ta có làm được vậy không nhỉ? Zenitsu không nghĩ mà quát lớn, có khi củ cải ấy còn lâu nhé, bằng niềm tin à? Inosuke thì kêu, ăn no cá rồi đấng đi vác củi đẩy đá đây. Zenitsu nghe xong câu đó, chán chẳng muốn nói. Nói rằng, thằng thân mang máu người mà ao lợn kia, đừng có tỏ thái độ tích cực như vậy. Cái tội dạy Nezuko nói, ta đây vẫn chưa tính sổ đâu. Nói vậy thôi chứ xong cả đám vẫn luyện tập bình thường. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện của Nham Trụ này tuy khắc nghiệt nhưng không hề bắt buộc. Nếu muốn từ bỏ thì chỉ việc đi xuống chân núi. Nhưng với Tanjiro thì không hề có hai chữ bỏ cuộc. Sau 6 ngày, cậu ta đã luyện tập sang bài thứ 3 đẩy đá. Tảng đá vẫn đứng yên mặc cho Tanjiro có đẩy mạnh đến như thế nào. Cậu ta mệt mỏi mà nằm xuống, nhìn trăng ngắm sao. Thì một khuôn mặt đích thị xã hội đen đi tới, nói rằng vết sẹo trên trán của Tanjiro to hơn nhiều rồi. Đó chính là Genya. Genya sau khi cảm ơn việc Tanjiro đã bảo vệ cậu ấy khi gặp Phong Trụ xong thì ở lại, nói mẹo giúp cho Tanjiro hoàn thành bài luyện tập đẩy đá. Rằng khi Nham Trụ đẩy đá thì anh ấy xác định trước bước di chuyển nhằm nâng cao sự tập trung, đó là hô lên những từ cầu nguyện. Phía bên Muzan, bên trong pháo đài vô cực thì nữ tỳ bà đang dùng huyết quỷ thuật để theo dõi một kiếm sĩ diệt quỷ.
rằng nữ quỷ này đã biết trên 60% về đoàn diệt quỷ, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của Nezuko. Muzan rất tán thành và khen ngợi nữ quỷ Nakime tỷ bà này. Hắn cho rằng anh em nhà Kamado và thủ lĩnh của diệt quỷ đoàn, tất cả sẽ bị hắn lung ra nhanh mà thôi. Chính thức, lũ quỷ đã hành động. Theo những gì mà Genya đã dạy cho Tanjiro, thì cậu ấy phải hành động lặp đi lặp lại động tác mở ra cả năm giác quan. Vì khi Nham Trụ sử dụng cách này, thì anh ta đã luôn nhớ lại những sự tức giận và đau đớn từng bị trà đạp. Nó làm cho nhịp tim và thân nhiệt tăng lên, và còn nhiều điều ảo diệu khác nhau nữa. Và thế là Tanjiro lại bắt đầu luyện tập đẩy đá. Hành động lặp đi lặp lại của Tanjiro là nhớ lại những người thân yêu, sau đó nhớ lại Viêm Trụ Rengoku. Những lời nói của Viêm Trụ đã khiến cho Tanjiro tập trung cực tốt, và thế là sau vài lần thử sức đẩy, làm hết những thứ vừa rồi, lần này qua lần khác, cơ thể của Tanjiro bắt đầu quen dần, dấu ấn diệt quỷ cũng bắt đầu hiện rõ trên trán. Và thế là Tanjiro đã có thể đẩy được cục đá đi một đoạn. Khi chứng kiến được cảnh đó thì Zenitsu vô cùng ngạc nhiên và hét lớn, Tanjiro làm được rồi, nó phế cỏ của bọn tàu rồi hay sao? Anh em tránh xa nó ra, nó là quái vật rồi. Inosuke thì chẹp miệng, chết tiệt, nó lại làm được rồi. Đấng lại bị Tanjiro vượt mặt rồi. Lợn thay thế cũng lao vào đẩy đá và không lâu sau cũng đã bắt đầu đẩy được. Giờ chỉ còn lại mình Zenitsu là vẫn chưa đẩy được. Đột nhiên thì cậu nhận được một lá thư. Mặc dù Tanjiro đã có thể đẩy được hòn đá đó qua một thị trấn, nhưng khi hoàn thành thì cơ thể của cậu ấy đã bị khô héo do quá trình này mất quá nhiều mồ hôi. Cứ nghĩ hòa mắt chóng mặt đất, chắc là cụ sắp đi rồi, thì Nham Trụ đi tới, đổ nước cho Tanjiro uống. Vừa đổ vừa tụng kinh. Chắc nghĩ bụng, thằng này sắp chết rồi nên tụng kinh cho nó nhanh siêu thoát hơn đây mà. Nham Trụ tới chúc mừng Tanjiro đã hoàn thành bài huấn luyện, đến đây là kết thúc. Và cũng nói rằng Tanjiro đã ưu tiên cứu các thợ rèn hơn em gái Nezuko khi có sự cố. Tanjiro là một kiếm sĩ đích thực và cậu nên tự hào về điều đó. Nhưng Tanjiro lại nói rằng lúc đó thực ra là nhờ Nezuko đưa ra quyết định và Tanjiro thì vẫn mãi phân vân. Nham Trụ vẫn vậy, vẫn chắp tay và nói rằng luôn có một ai đó đến giúp Tanjiro. Nhưng rồi Tanjiro cũng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, rằng sự nghi ngờ của Nham Trụ đã hết. Dù cho ai có nói ngả nói nghiêng điều gì chăng nữa thì Nham Trụ cũng chấp nhận Tanjiro và Nezuko. Sau đó Nham Trụ kể về một đoạn quá khứ của mình cho Tanjiro nghe. Trước kia, Nham Trụ có nuôi vài đứa trẻ trong một ngôi đền. Tuy không phải là máu mủ ruột thịt gì, nhưng có gì đó đã mang tất cả lại bên nhau. Nham Trụ nuôi dưỡng chúng như gia đình của mình. Nhưng vào một đêm, một đứa nhóc đã không nghe lời và về nhà lúc trời tối. Nó đã gặp một con quỷ, nó cố gắng bỏ chạy. Chỉ vì bản thân được sống mà nó đã hứa sẽ để cho con quỷ ăn thịt Nham Trụ và 8 đứa trẻ khác. Sau đó, nó còn dập tắt hết hương hoa tử đăng do Nham Trụ đốt, như mời gọi con quỷ vào đền khiến 4 đứa trẻ bị giết ngay. 3 đứa còn lại tháo chạy ra ngoài. Còn một đứa cuối cùng là nghe lời, nó trốn sau lưng Nham Trụ. 3 đứa nhỏ bỏ chạy và bị con quỷ chẻ ra như chặt củi trong đêm vậy. Nham Trụ đã chiến đấu với con quỷ để bảo vệ đứa nhỏ nhất sau lưng mình. Đó là lần đầu tiên Nham Trụ sử dụng sức mạnh của nắm đấm và có được đòn đánh vật lý khủng khiếp. Anh ấy đấm con quỷ cho đến lúc mặt trời mọc. Khi có người đến thì đứa bé nhỏ còn sống nói với họ rằng chính Nham Trụ đã đổ sát hết đám trẻ. Lý do là Nham Trụ cho rằng do đứa bé bị hoảng quá, dù gì thì nó mới chỉ 4 tuổi, chỉ lo cho bản thân nó. Xác con quỷ thì biến mất, không có ai đối chứng và bằng chứng. Nham Trụ sau đó bị bỏ tù và gán cho tội giết người. Nhờ có thủ lĩnh của diệt quỷ đoàn đã can thiệp lúc Nham Trụ bị hành quyết, cho nên mới có Nham Trụ của ngày hôm nay. Kể xong, Nham Trụ xoa đầu Tanjiro và nói rằng Nham Trụ đã nhìn qua nhiều người bằng cái tâm, thấy nhiều người có tương lai mù mịt, nhưng giờ anh ấy sẽ giúp cho Tanjiro không bị đi nhầm đường trong cuộc sống của mình. Và cuộc huấn luyện của Tanjiro đã chính thức hoàn thành. Video part 12 của mình tới đây là hết rồi. Các bạn nhớ đón xem tiếp diễn biến tại video part 13 nhé! Xem đến đây thì các bạn có thấy bộ truyện Kimetsu no Yaiba này có xứng đáng để chúng ta đọc và trải nghiệm hay không? Và nếu các bạn muốn mình làm thêm về bộ truyện này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé! Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!